Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 111. Cải tốc độ này, không chỉ để cho Liên Bán Trang khiếp sợ, ngay cả huyết nữ cũng có chút giật mình. Vì vậy ở trong mắt hai nữ, Dương Diệp đã trở thành quái vật. Phải biết, huyền kỹ hoặc công pháp càng cường đại, như vậy độ khó tu luyện sẽ càng cao, tựa như ngũ hành phá giáp quyền, thường nhân mà nói, ít nhất cũng phải cả tháng mới có thể nắm giữ. Dương Diệp ngược lại tốt, hai ngày nắm giữ. Điều này thật sự là có chút đả kích người. Sau khi tu luyện xong ngũ hành phá giáp quyền, Dương Diệp bắt đầu tìm Liên Bán Trang đối luyện. Hắn tự nhiên sẽ không đi tìm huyết nữ, tìm Liên Bán Trang là luyện tập, nhưng tìm huyết nữ, cái kia chính là tìm tai vạ. Trong trang, tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền, ở trên nắm đấm phát ra lưu quang như có như không. Mà ở đối diện Dương Diệp là Liên Bán Trang, tuy Dương Diệp chỉ là một bán thần, nhưng nàng quen thuộc Dương Diệp, thật không dám khinh thị hoặc chủ quan. Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang nói. Đến thử xem ngũ hành phá giáp quyền của ta. Nói xong, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người như một quả đạn pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt Liên Bán Trang, sau đó một quyền oanh về phía Liên Bán Trang. Liên Bán Trang không có trốn tránh, bàn tay như ngọc trắng của nàng nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền nghênh đón nắm đấm của Dương Diệp. Quyền lên, tự nhiên ẩn chứa âm dương chi lực. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, liền mạnh mẽ phân ra, sau đó hai người liên tục lùi lại, Dương Diệp tại lui trăm trượng ngừa hồ di lại, mà Liên Bán Trang thì lui 70 trượng. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, tuy vừa rồi hắn rơi xuống hạ phong, nhưng Liên Bán Trang là cường giả âm dương cảnh A. Mới vừa rồi hắn không có dùng ngoại vật, chỉ bằng nắm đấm của mình kháng trụ một cường giả âm dương cảnh. Nếu như tăng thêm nắp quan tài, hiện tại kỳ cường giả âm dương cảnh, hắn không ý kỵ rồi. Đương nhiên là cường giả âm dương cảnh bình thường. Hiện tại huyết nữ cũng là âm dương cảnh, nhưng thực lực của huyết nữ và Liên Bán Trang, chênh lệch cũng không phải lớn bình thường. Lúc này Liên Bán Trang nói. Môn huyền kỹ này tăng thêm nhục thể của ngươi, đã đủ để chống lại âm dương chi lực. Chúc mừng, về sau ngươi không cần ngoại vật, cũng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh rồi. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này huyết nữ ở một bên ngồi dưới đất chữa trị thân thể đột nhiên mở mắt nói. Có thể nào nghĩ như vậy, thực lực của hắn, quả thật có thể chống lại cường giả âm dương cảnh, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể đánh chết cường giả âm dương cảnh. Không nói ai khác, ngươi cảm thấy bây giờ hắn có thể đánh chết ngươi sao? Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Tuy thực lực của Dương Diệp bây giờ rất mạnh, cũng có thể kháng trụ âm dương chi lực của nàng, nhưng nói giết nàng, hiển nhiên là không có khả năng. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Đối mặt cường giả âm dương cảnh, không thể phớt lờ, Bán Trang nàng chỉ là cường giả âm dương cảnh bình thường, nếu như ngươi gặp được loại cường giả âm dương cảnh đặc thù, ví dụ như nắm giữ pháp tắc nào đó, hoặc ý cảnh cường đại nào đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi và bọn họ tầm đó còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta minh bạch, ta sẽ không bành trướng. Huyết nữ khẽ gật đầu. Võ giả, phải tránh không thể bành trướng, rất nhiều người, có vài phần thành tựu, sẽ cảm giác mình rất giỏi, kỳ thật người có loại suy nghĩ này, hơn phân nửa là kẻ yếu. Cường giả chân chính, biết thiên đại, biết trời cao, biết rõ mình. Chính bởi vì như thế, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bành trướng. Người có thiên phú, cũng có tâm tính, nhưng tâm tính có thể cải biến, có người sau khi cải biến. Càng ngày càng mạnh. Nhưng có người thì càng ngày càng yếu. Cho nên cần thường xuyên cảnh tỉnh bản thân, vấn tâm của mình. Nói xong, nàng nhìn về phía Liên Bán Trang. Ngươi cũng vậy. Liên Bán Trang vội vàng gật đầu. Thụ giáo. Dương Diệp cũng nhẹ gật đầu. Đa tạ chỉ điểm. Như huyết nữ nói, cái này xác thực dễ dàng bành trướng, mà một khi bành trướng, sẽ mù quáng, phân không rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Như vậy là cực kỳ đáng sợ. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó hai mắt đóng lại. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu tu luyện ngũ hành bất diệt thể. Giống như ngũ hành phá giáp quyền, ngũ hành bất diệt thể cần cũng ngũ hành chi lực, lợi dụng ngũ hành chi lực tăng cường bản thân, cường hóa nhục thể của mình. Hiện tại Dương Diệp đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, tu luyện ngũ hành bất diệt thể, nhục thể của hắn nhất định có thể cao hơn một tầng. Ngũ hành bất diệt thể đối với thân thể cũng có hạn chế. Bất quá dùng nhục thể của hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, trong thời gian,
mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ cung cấp hồng mông tử khí cho huyết nữ, là tu luyện ngũ hành bất diệt thể cùng ngũ hành phá giáp quyền, còn có luân hồi nhất kiếm. Tuy hắn đã tu luyện thành công ngũ hành phá giáp quyền và luân hồi nhất kiếm, nhưng vẫn cần siêng năng luyện tập. Cũng xác thực như thế, mỗi một lần luyện tập ngũ hành phá giáp quyền cùng nhất kiếm luân hồi, hắn đều có cảm ngộ mới. Cứ như vậy, đảo mắt lại qua 2 ngày. Trong tràng, huyết nữ ngồi xếp bằng, ở trên người nàng thỉnh thoảng phát ra huyết quang như có như không. Dương Diệp biết rõ, đây là huyết nữ sắp ép không được cảnh giới của mình rồi. Nếu như là bình thường, cái này tự nhiên là chuyện tốt, có thể nước chảy thành sông, trực tiếp trở thành luân hồi cảnh, dù sao nàng đã từng là luân hồi cảnh, hiện tại không tính đột phá, mà là khôi phục. Nhưng khôi phục đến luân hồi cảnh, cần phải có quá trình, mà quá trình này, chính là thời điểm nàng nguy hiểm nhất. Nói, giữa trưa, huyết nữ đột nhiên mở mắt nói, bọn họ đến rồi. Hung thành. Vào lúc giữa trưa, một trung niên hoa bào cùng một trung niên cầm bào lăng không xuất hiện ở cửa thành. Đế Giang, đã bao lâu không xuống qua rồi? Trung niên hoa bào cười nói. Nam tử cầm bào nhìn lướt qua bốn phía. Không nhớ rõ. Có cảm tưởng gì? Trung niên hoa bào cười hỏi. Đợi giải quyết nữ nhân kia, lại đến nói chuyện cảm tưởng. Đế Giang lạnh nhạt nói. Có mấy thành nắm chắc? Trung niên hoa bào hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đế Giang lạnh nhạt nói. 9 thành. 9 thành. Dáng tươi cười trên mặt trung niên hoa bào thu liếm, trầm mặc mấy tức, hắn nói. Nữ nhân này, cũng không phải nữ nhân bình thường. U Minh Điện Nhị Điện Hạ, làm sao có thể là nữ nhân bình thường? Đế Giang lạnh nhạt nói. Nếu như nàng ở thời kỳ đỉnh phong, đừng nói ta và ngươi, dù lại đến 2 người, cũng không làm gì được nàng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lúc này thân thể nàng bị trọng thương, tăng thêm cảnh giới ngã xuống. Hơn nữa hiện tại lại là thời kỳ mấu chốt của nàng. Mà chúng ta, thực lực không chỉ không giảm, ngược lại mạnh hơn dĩ vãng. Cả hai so sánh, nàng làm sao là đối thủ của ngươi ta? Trung niên hoa bào nói. Ta lo lắng chính là thiên nữ. Người này, cho dù là thần toán tử cũng phỏng đoán không ra tung tích của nàng, giống như triệt để biến mất khỏi nhân gian. Nếu như nàng xuất hiện. Nghe vậy, thần sắc của Đế Giang cũng ngưng trọng lên. Thiên nữ. Ở đại thế giới, tồn tại đã từng để vô số người nghe mà biến sắc. Lúc trước đại thế giới có thể chống lại, không cao hơn một tay. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đế Giang lắc đầu. Thần toán tử nói nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, như vậy nàng kia có lẽ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vạn nhất xuất hiện thì sao? Trung niên hoa bào nói. Đế Giang nhìn về phía trung niên hoa bào. Chiến Nguyên, ngươi chừng nào thì trở nên bó tay bó chân như thế? Xuất hiện thì xuất hiện, chẳng lẽ người ta còn sợ các nàng sao? Bây giờ các nàng còn có thực lực như lúc trước ư? Chiến Nguyên đầu. Ngươi là nhân tài mới xuất hiện, lúc trước ngươi không cùng các nàng giao thủ, không biết các nàng đáng sợ, những nữ nhân này, một cái so với một cái yêu nghiệt. Đã tới rồi, vậy thì chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Nếu để cho Nhị Điện Hạ đột phá đến luân hồi cảnh, cái kia đối với mọi người chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một tai nạn. Đế Giang nhẹ gật đầu. Nàng này, hôm nay hẳn phải chết. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước bước ra, cả người biến mất vô tung vô ảnh, cùng một chỗ biến mất còn có Chiến Nguyên. Hung vực. Thời điểm 2 người Đế Giang biến mất, trong hung vực, huyết nữ đột nhiên mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Đến rồi. Nói xong, tay phải nàng vung lên, Dương Diệp và Liên Bán Trang ở bên cạnh nàng bị nàng đưa đến bên ngoài vạn trượng. Thời điểm Dương Diệp và Liên Bán Trang biến mất, Đế Giang cùng Chiến Nguyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu huyết nữ. Sau khi 2 người xuất hiện, chung quanh lập tức có rất nhiều thần thức quét qua, không cần phải nói, là những yêu thú trong hung vực kia cảm ứng được có cường giả. Đế Giang nhìn lướt qua 4 phía. 2 người chúng ta tới, chỉ vì nàng này, tru sát nàng xong, 2 người chúng ta sẽ rời đi. Nghe được Đế Giang nói, những thần thức chung quanh giống như thủy triều thối lui. Xa xa, nhìn đám người Đế Giang, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Cường giả luân hồi cảnh. Tuy lúc này 2 người bị áp chế trở thành âm dương cảnh, nhưng đối phương quả thật là luân hồi cảnh. Chỗ này sẽ không áp chế tu vi, nhưng 2 người cũng không phải ngay từ đầu liền xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ là từ đại thế giới xuống, thời điểm bọn hắn xuống, liền bị áp chế tu vi.
Ở đây, tuy thuộc về một không gian độc lập, nhưng vẫn thuộc về hạ vị diện. Người ở bên ngoài là cảnh giới gì, tiến đến sẽ là cảnh giới ấy. Đồng dạng, nếu người nơi này đi ra ngoài, đồng dạng sẽ bị áp chế. Dung huyết nữ nói, đây là thiên đạo chí cao vô thượng định ra trật tự, cái trật tự này, không người dám phá hư. Ai dám phá hư, là đại biểu đối địch với thiên đạo chí cao vô thượng. Tuy cường giả luân hồi cảnh vô cùng cường hãn, nhưng bọn hắn không muốn cả ngày bị thiên đạo chi nhãn đuổi giết. Xa xa, ánh mắt đế giang rơi vào trên người huyết nữ. U Minh Điện nhị điện hạ, cửu ngưỡng đại danh. Thân hình huyết nữ khẽ động, hóa thành một màn máu xuất hiện ở đối diện đám người đế giang, nàng nhìn lướt qua đế giang cùng chiến nguyên. Đế tông cùng chiến các chỉ phái hai người các ngươi đến. Không đủ ư. Đế giang lạnh nhạt nói. Huyết nữ, nếu như ngươi là thời kỳ đỉnh phong, hai người chúng ta cộng lại cũng không đấu lại ngươi, nhưng ngươi bây giờ không chỉ thực lực đại giảm, còn bị thương, hơn nữa còn phải áp chế cảnh giới của mình. Thứ cho ta nói thẳng, kỳ thật một mình ta là đủ. Một người. Huyết nữ nhìn về phía đế giang, khóe miệng nổi lên nụ cười tà. Loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái, còn không cố sức. Buồn cười. Đế giang cười nhạo một tiếng. Huyết nữ, U Minh Điện người quả nhiên mỗi người đều cuồng vọng, khó trách lúc trước các người điện phá nhân vong. Điện phá nhân vong. Khóe miệng huyết nữ cười tà biến thành dữ tợn. Yên tâm, thời điểm chúng ta trở lại đại thế giới, lúc trước các ngươi làm gì với tỉ muội chúng ta sẽ hoàn trả. Yên tâm, ngươi không có mệnh trở lại đại thế giới rồi. Đế giang lạnh nhạt nói. Huyết nữ cười cười. Lại nói, tiện nhân thần toán tử kia còn chưa có chết à. Nàng nói, nàng muốn xem tỉ muội các ngươi chết rồi, nàng mới có thể chết. Đế giang nói. Trong dự liệu, huyết nữ nhẹ gật đầu. Nếu như không phải nàng, các ngươi không thể nào ở thời điểm này tới tìm ta. Không có sao, đến lúc đó ta tự mình đi lên tiễn đưa nàng đoạn đường. Nói xong, huyết nữ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, toàn bộ chân trời biến thành biển máu vô biên vô hạn, phảng phất như che lấp toàn bộ bầu trời. Rất nhanh, ở trong biển máu truyền đến từng tiếng oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ hung vực cấm địa run rẩy. Cùng lúc đó, trong cấm địa hung vực, vô số yêu thú cùng cường giả nhìn qua. Phía dưới, thân sắc của Dương Diệp và Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Trong biển máu kia phát ra uy áp cực kỳ khủng bố, cho dù là cỗ uy áp này, đã để cho Dương Diệp cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Thân sắc của Liên Bán Trang cũng vô cùng ngưng trọng, tuy lúc này ba vị kia đều là âm dương cảnh, nhưng thực lực chân chính của người ta là luân hồi cảnh A. Bởi vậy, không chỉ Dương Diệp cảm giác được nguy hiểm, nàng cũng giống như thế. Dương Diệp tự nhiên là không có đi xuất thủ, loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không xen tay vào được, hắn cường hành nhúng tay, chỉ biết thêm phiền cho huyết nữ. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn. Không chung, chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ thiên địa rung động, sở dĩ có loại cảm giác này, là vì đại địa cùng không gian chung quanh đang run rẩy. Cái thanh thế này, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía dưới, trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên là thay huyết nữ lo lắng, hắn cùng U Minh Điện tầm đó, có cảm tình rất sâu, huyết nữ đối với hắn cũng xem như rất tốt. Hơn nữa nếu như huyết nữ thất bại, ai đến đưa hắn ra ngoài? Hai người từ đại thế giới đến, đừng suy nghĩ, nếu như huyết nữ bại, đối phương khả năng ngay cả hắn cùng với Liên Bán Trang cũng giết. Cho nên huyết nữ là tuyệt đối không thể bại, đáng tiếc hắn cái gì cũng không thể làm. Loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không cách nào chen chân. Bọn hắn ai sẽ thắng? Bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm mặc, nếu như đơn đả độc đấu, không hề nghi ngờ, huyết nữ mạnh nhất, nhưng lúc này đối phương là 2-1. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là huyết nữ bây giờ đang áp chế cảnh giới của mình, bây giờ nàng phải phân ra một bộ phận tinh lực áp chế cảnh giới, sau đó đối kháng hai cường giả luân hồi cảnh. Cái này đối với huyền nữ mà nói, là cực kỳ bất lợi. Trong tràng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dương Diệp phát hiện, không gian chung quanh vậy mà xuất hiện khe hở, tuy rất mảnh, giống như tơ, nhưng xác thực xuất hiện. Muốn đánh sụp nơi đây. Không chỉ Dương Diệp, Liên Bán Trang cũng đã nhận ra một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không gian ở đây sao mà chắc chắn,
mà ba người này thậm chí ngay cả không gian ở đây cũng có thể đánh rách, tuy còn không nghiêm trọng, nhưng nếu như đánh tiếp, không gian ở đây vô cùng có khả năng bị đánh sụp đổ. Ước chừng sau nửa canh giờ. Két sát. Một thanh âm thanh thúy vang lên ở toàn bộ hung vực cấm địa, tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp và Liên Bán Trang, toàn bộ không gian đột nhiên vỡ ra, từng khe hở giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi. Muốn xảy ra chuyện. Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang trầm giọng nói. Quả nhiên, Liên Bán Trang vừa nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên lăng không xuất hiện ở bốn phía, thời điểm cỗ uy áp này xuất hiện, thân thể Dương Diệp khẽ cong, thiếu chút nữa bị áp bò trên mặt đất. Đây là... Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng kích hoạt kiếm ý cùng sát ý của mình chống cự, khi hai loại ý cảnh xuất hiện, thân thể của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng uy áp y nguyên đè hắn có chút không thở nổi. Ngươi xem! Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên chỉ phía chân trời. Dương Diệp thuận theo ngón tay Liên Bán Trang chỉ nhìn về phía chân trời, lúc này nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một con mắt cực lớn. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn này cùng trước kia Dương Diệp nhìn thấy không sai biệt lắm, bất quá con mắt này so với trước kia hắn nhìn thấy muốn lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, phía chân trời chiến đấu cũng ngừng lại, bất kể là Đế Giang hay Chiến Nguyên, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thiên đạo chi nhãn này, đừng nói thực lực của bọn hắn bây giờ, coi như bọn hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tới ngạnh kháng. Sắc mặt huyết nữ không có ngưng trọng như hai người, trong mắt của nàng chỉ có cẩn thận. Ba người không có xuất thủ, sở dĩ không ra tay, tự nhiên là sợ hấp dẫn thiên đạo chi nhãn chú ý, sau đó bị nhằm vào. Bất kể là đám người Đế Giang hay huyết nữ, lúc này nếu bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, đây tuyệt đối là một tai nạn. Mà đúng lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra năm đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ, năm đạo lôi trụ phân biệt bắn về phía năm người. Năm người này tự nhiên là huyết nữ, đám người Đế Giang, còn có Dương Diệp và Liên Bán Trang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nói đùa gì vậy, mình không có trêu chọc nó à. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp bừng lên, bạch quang tán đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, đang muốn nói chuyện, nhưng Tiểu Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo chi nhãn, sau đó nhìn thiên đạo chi nhãn vẫy vẫy tay, cười đùa nói. Tiểu Thiên, người khỏe không, đã lâu không gặp. Người vậy mà lại biến lớn, chúc mừng. Dương Diệp. Huyết nữ nhìn về phía Đế Giang, khóe miệng nổi lên nụ cười tà. Loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái, còn không cố sức. Buồn cười. Đế Giang cười nhạo một tiếng. Huyết nữ, U Minh Điện người quả nhiên mỗi người đều cuồng vọng, khó trách lúc trước các ngươi điện phá nhân vong. Điện phá nhân vong. Khóe miệng huyết nữ cười tà biến thành dữ tợn. Yên tâm. Thời điểm chúng ta trở lại đại thế giới, lúc trước các ngươi làm gì với tỉ muội chúng ta sẽ hoàn trả. Yên tâm, ngươi không có mệnh trở lại đại thế giới rồi. Đế Giang lạnh nhạt nói. Huyết nữ cười cười. Lại nói, tiện nhân thần toán tử kia còn chưa có chết à. Nàng nói, nàng muốn xem tỉ muội các ngươi chết rồi, nàng mới có thể chết. Đế Giang nói. Trong dự liệu, huyết nữ nhẹ gật đầu. Nếu như không phải nàng, các ngươi không thể nào ở thời điểm này tới tìm ta. Không có sao, đến lúc đó ta tự mình đi lên tiễn đưa nàng đoạn đường. Nói xong, huyết nữ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, toàn bộ chân trời biến thành biển máu vô biên vô hạn, phảng phất như che lấp toàn bộ bầu trời. Rất nhanh, ở trong biển máu truyền đến từng tiếng oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ hung vực cấm địa run rẩy. Cùng lúc đó, trong cấm địa hung vực, vô số yêu thú cùng cường giả nhìn qua. Phía dưới, thân sắc của Dương Diệp và Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Trong biển máu kia phát ra uy áp cực kỳ khủng bố, cho dù là cỗ uy áp này, đã để cho Dương Diệp cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Thân sắc của Liên Bán Trang cũng vô cùng ngưng trọng, tuy lúc này ba vị kia đều là âm dương cảnh, nhưng thực lực chân chính của người ta là luân hồi cảnh A. Bởi vậy, không chỉ Dương Diệp cảm giác được nguy hiểm, nàng cũng giống như thế. Dương Diệp tự nhiên là không có đi xuất thủ, loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không xen tay vào được, hắn cường hành nhúng tay, chỉ biết thêm phiền cho huyết nữ. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn. Không chung, chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ thiên địa rung động, sở dĩ có loại cảm giác này,
là vì đại địa cùng không gian chung quanh đang run rẩy. Cái thanh thế này, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Phía dưới, trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên là thay huyết nữ lo lắng, hắn cùng U Minh Điện tầm đó, có cảm tình rất sâu, huyết nữ đối với hắn cũng xem như rất tốt. Hơn nữa nếu như huyết nữ thất bại, ai đến đưa hắn ra ngoài? Hai người từ đại thế giới đến, đừng suy nghĩ, nếu như huyết nữ bại, đối phương khả năng ngay cả hắn cùng với liên bán trang cũng giết. Cho nên huyết nữ là tuyệt đối không thể bại, đáng tiếc hắn cái gì cũng không thể làm, loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không cách nào chen chân. Bọn hắn ai sẽ thắng? Bên cạnh Dương Diệp, liên bán trang trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm mặc, nếu như đơn đả độc đấu, không hề nghi ngờ, huyết nữ mạnh nhất, nhưng lúc này đối phương là 2-1. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là huyết nữ bây giờ đang áp chế cảnh giới của mình, bây giờ nàng phải phân ra một bộ phận tinh lực áp chế cảnh giới, sau đó đối kháng hai cường giả luân hồi cảnh. Cái này đối với huyền nữ mà nói, là cực kỳ bất lợi. Trong tràng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Dương Diệp phát hiện, không gian chung quanh vậy mà xuất hiện khe hở, tuy rất mảnh, giống như tơ, nhưng xác thực xuất hiện. Muốn đánh sụp nơi đây. Không chỉ Dương Diệp, liên bán trang cũng đã nhận ra một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không gian ở đây sao mà chắc chắn, mà ba người này thậm chí ngay cả không gian ở đây cũng có thể đánh rách, tuy còn không nghiêm trọng, nhưng nếu như đánh tiếp, không gian ở đây vô cùng có khả năng bị đánh sụp đổ. Ước chừng sau nửa canh giờ. Két sát. Một thanh âm thanh thúy vang lên ở toàn bộ hung vực cấm địa. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp và Liên Bán Trang, toàn bộ không gian đột nhiên vỡ ra, từng khe hở giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi. Muốn xảy ra chuyện. Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang trầm giọng nói. Quả nhiên, Liên Bán Trang vừa nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên lăng không xuất hiện ở bốn phía. Thời điểm cỗ uy áp này xuất hiện, thân thể Dương Diệp khẽ cong, thiếu chút nữa bị áp bò trên mặt đất. Đây là... Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng kích hoạt kiếm ý cùng sát ý của mình chống cự, khi hai loại ý cảnh xuất hiện, thân thể của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng uy áp y nguyên đè hắn có chút không thở nổi. Ngươi xem! Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên chỉ phía chân trời. Dương Diệp thuận theo ngón tay Liên Bán Trang chỉ nhìn về phía chân trời. Lúc này nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một con mắt cực lớn. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn này cùng trước kia Dương Diệp nhìn thấy không sai biệt lắm, bất quá con mắt này so với trước kia hắn nhìn thấy muốn lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, phía chân trời chiến đấu cũng ngừng lại, bất kể là đế giang hay chiến nguyên, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thiên đạo chi nhãn này, đừng nói thực lực của bọn hắn bây giờ, coi như bọn hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tới ngạnh kháng. Sắc mặt huyết nữ không có ngưng trọng như hai người, trong mắt của nàng chỉ có cẩn thận. Ba người không có xuất thủ, sở dĩ không ra tay, tự nhiên là sợ hấp dẫn thiên đạo chi nhãn chú ý, sau đó bị nhằm vào. Bất kể là đám người đế giang hay huyết nữ, lúc này nếu bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, đây tuyệt đối là một tai nạn. Mà đúng lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra năm đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ, năm đạo lôi trụ phân biệt bắn về phía năm người. Năm người này tự nhiên là huyết nữ, đám người đế giang, còn có Dương Diệp và Liên Bán Trang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nói đùa gì vậy, mình không có trêu chọc nó à. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp bừng lên, bạch quang tán đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, đang muốn nói chuyện, nhưng Tiểu Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo chi nhãn, sau đó nhìn thiên đạo chi nhãn vẫy vẫy tay. Cười đùa nói. Tiểu Thiên, người khỏe không, đã lâu không gặp. Người vậy mà lại biến lớn, chúc mừng. Dương Diệp. Đối với thân phận cùng lại lịch của Tiểu Thiên, hắn thật là vô cùng hiếu kỳ. Tiểu Thiên này, thật sự rất quỷ dị. Nàng có thể làm bằng hữu với thiên đạo chi nhãn, tóm lại toàn thân nàng đều là một bí ẩn. Nghe Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên mở to mắt. Về sau ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi biết. Được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt! Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Ngươi có thể để cho thiên đạo chi nhãn giúp đỡ bằng hữu của ta hay không? Nếu như huyết nữ có thiên đạo chi nhãn trợ giúp, khẳng định là có thể thắng dễ dàng.
Tiểu Thiên lắc đầu. Không thể. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên là thiên đạo chi nhãn, nó đại biểu lấy một loại trật tự, một loại quy tắc, nếu là trật tự, là quy tắc, vậy thì phải công bằng, nếu như nó dính vào nhân loại tranh đấu, hậu quả kia không thể lường được. Bởi vì khi đó, liền ý nghĩa trật tự và quy si tắc rối loạn. Cho nên nó sẽ không chen chân vào các tộc tranh đấu. Dương Diệp nói. Thế nhưng ta nghe nói, có thiên đạo chi nhãn bị một ít thế lực khống chế, cái này lại giải thích thế nào đây? Tiểu Thiên nói. Không phải tất cả địa phương đều có trật tự, có quy tắc. Hoặc là có thế lực vượt qua thiên đạo chi nhãn, bọn hắn có khả năng sẽ bao trùm ở trên thiên đạo chi nhãn, sáng tạo ra một loại trật tự cùng quy tắc mới. Nhưng ở đây, không có loại thế lực này, cho dù thiên đạo chi nhãn của một ít tiểu thế giới có thể sẽ phối hợp thế lực ở đó, nhưng đó cũng phải nhìn thế lực kia muốn đối phó ai, ví dụ như ngươi, vừa rồi nếu như ngươi cùng hai người kia giao thủ, Tiểu Thiên nhất định sẽ đầu tiên tru sát ngươi. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói. Sở dĩ ta bảo Tiểu Thiên ly khai, còn có một nguyên nhân, chính là thực lực của hai người kia rất mạnh, còn có nữ nhân kia, nếu bọn hắn liên thủ, Tiểu Thiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Tiểu Thiên tên ngu ngốc này, rất nhiều thời điểm là sẽ không quay đầu. Không có biện pháp, ta chỉ ở trong khả năng giúp đỡ nó. Hiện lại tốt rồi, tất cả mọi người lui một bước. Nghe được Tiểu Thiên nói, Dương Diệp xem như minh bạch tại sao nàng lại ra. Nàng là lo lắng ba người huyết nữ trước liên thủ giải quyết thiên đạo chi nhãn, kỳ thật là có khả năng này, bởi vì vừa rồi thiên đạo chi nhãn xuất hiện, trực tiếp công kích với tất cả mọi người, làm không tốt, cuối cùng mọi người sẽ trước liên thủ giải quyết nó. Như Tiểu Thiên nói, huyết nữ cùng hai cường giả kia liên thủ, muốn giải quyết thiên đạo chi nhãn thật không phải vấn đề lớn gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Nhất định là nữ nhân kia à? Tiểu Thiên đương nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Vì cái gì? Tiểu Thiên nhún vai. Ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy nàng sẽ thắng, hơn nữa có lẽ lập tức thắng rồi. Được rồi, ta muốn vào đi chơi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt, phảng phất như xảy ra nổ lớn gì. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, một nữ tử chậm rãi đi tới, ở sau lưng nàng, hai cột máu liên tục không ngừng lao tới. Cô gái này, dĩ nhiên là huyết nữ. Bọn hắn đâu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ nói. Chứng kiến hai cột máu đằng sau ta không? Dương Diệp nhìn thoáng qua hai cột máu, lúc này hai cột máu không ngừng vọt tới chân trời, sau đó đều chui vào trong cơ thể huyết nữ. Đây là máu của bọn hắn. Huyết nữ lại nói. Dương Diệp. Huyết nữ nói. Ta đã không ép được cảnh giới, hiện tại cần lập tức tấn cấp, giúp ta hộ pháp thoáng một phát, đừng cho người quấy rầy ta. Được không? Dương Diệp vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, cam đoan nói. Yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến ngươi. Giúp huyết nữ hộ pháp, hiện tại với hắn mà nói, tự nhiên là không có vấn đề gì. Hai cường giả luân hồi cảnh vẫn lạc, ở đây đã không có yêu thú gì dám tới rồi. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó khí tức trong cơ thể nàng bắt đầu cuồng bạo. Hiển nhiên, đây là muốn trực tiếp xung kích luân hồi cảnh. Mà đúng lúc này, một lão giả áo xám không hề dấu hiệu xuất hiện ở phía chân trời. Ánh mắt của lão giả áo xám rơi vào trên người huyết nữ. Quả nhiên như thần toán tử sở liệu, người sẽ hấp thu máu của bọn hắn, ha ha, máu của hai cường giả luân hồi cảnh vô cùng tinh thuần a. Cũng khó trách người ép không được cảnh giới của mình. Lúc này, huyết nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão giả áo xám, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói không? Nói xong, huyết nữ dừng một chút, lại nói. Nam nhân, nói lời giữ lời. Dương Diệp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp nhất thời khổ lên. Vừa nãy hắn cảm thấy sau khi hai tên cường giả luân hồi cảnh của đại thế giới mất mạng, nơi này đã không có ai hoặc yêu thú có thể uy hiếp đến bọn họ. Dù sao huyết nữ hung danh đó, những yêu thú cùng người kia khẳng định là không dám tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đột nhiên lại bốc lên một lão giả. Không cần phải nói, đối phương dám đến tìm huyết nữ,
khẳng định chí ít là luân hồi cảnh, hơn nữa đối phương là một người đến, thực lực kia khẳng định còn trên hai người vừa nãy. Ngăn luân hồi cảnh. Dương Diệp cười khổ, có thể ngăn cản sao? Hắn chưa ngăn qua, thế nhưng hắn biết rõ, rất mơ hồ. Phía chân trời, lão giả kia không hề liếc mắt nhìn Dương Diệp, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người huyết nữ. Huyết nữ, chờ ngươi đột phá luân hồi cảnh, chúng ta chờ lâu lắm rồi. Vì ngày này, chúng ta không tiếc hy sinh hai người, để ngươi hấp thu khí huyết của bọn họ, sau đó đột phá luân hồi cảnh. Mà ngươi cũng không có để chúng ta thất vọng, quả nhiên không nhịn được mê hoặc, thật sự hấp thu khí huyết của bọn họ. Âm mưu. Nghe đến đó, Dương Diệp xem như rõ ràng. Vừa nãy hai người kia kỳ thực chính là đại thế giới phái xuống đi tìm cái chết, đại thế giới hy sinh hai người kia, sau đó để huyết nữ hấp thơ lưu tinh lực của bọn họ, cuối cùng huyết nữ áp chế không nổi cảnh giới của mình. Bất quá hắn có chút không hiểu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Có một chút TCA không hiểu, vì sao các ngươi phải hy sinh hai cường giả luân hồi cảnh. Các ngươi hoàn toàn có thể ba người đồng thời đến A. Cần gì phải hy sinh hai tên cường giả luân hồi cảnh chứ? Ba người. Lão giả lắc đầu. Ngươi là không biết nhị điện hạ này lợi hại, biết không? Năm đó vây công nàng, là có không dưới bảy tên cường giả luân hồi cảnh, thế nhưng ngươi biết kết quả cuối cùng như thế nào không? Nàng lấy sức một người chu diệt năm tên cường giả luân hồi cảnh, mà hai tên còn lại cũng bị trọng thương, không lâu lắm liền vẫn lạc. Vì lẽ đó, đừng nói ba người, coi như đến năm người cũng không nhất định có thể giết nàng. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy tên cường giả luân hồi cảnh. Huyết nữ dĩ nhiên lấy sức một người giết chết bảy tên luân hồi cảnh, đây là nghịch thiên cỡ nào. Không chỉ Dương Diệp, trong lòng Liên Bán Trang cũng cực kỳ khiếp sợ. Nàng biết huyết nữ rất mạnh, từ lúc nàng giết yêu thú kia liền biết, thế nhưng nàng không nghĩ tới, thực lực của huyết nữ đã khủng bố đến trình độ như thế. Lấy sức một người chu diệt bảy tên luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, không phải âm dương cảnh A. Một người giết bảy cường giả luân hồi cảnh, cái kia quá khủng bố rồi. Lúc này, lão giả kia lại nói. Vì lẽ đó, cho dù biết nàng ở vị trí nào, biết những nữ nhân kia của U Minh Điện ở vị trí nào, thế nhưng chúng ta không có phái cường giả âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh xuống. Bởi vì nếu như muốn triệt để giết các nàng, e sợ 10 cường giả luân hồi cảnh cũng không đủ. Dù sao ngoại trừ đại điện hạ cùng nhị điện hạ này, cặp mắt kia của tam điện hạ cũng rất đáng sợ. Tam điện hạ, tự nhiên chính là manh nữ. Kỳ thực Dương Diệp cũng hiếu kỳ cặp mắt kia của manh nữ, bất quá hắn không có hỏi, bởi vì hắn cảm giác như vậy có chút không lễ phép, bây giờ nghe lão giả này nói. Cặp mắt kia không đơn giản, không phải vậy, cũng sẽ không để cho một cường giả luân hồi cảnh kiêng kỵ. Lúc này lão giả lại nói. Hy sinh hai cường giả luân hồi cảnh, có thể để cho nàng ép không được cảnh giới của mình. Khi nàng ép không được cảnh giới của mình, đừng nói cường giả luân hồi cảnh, coi như là cường giả âm dương cảnh cũng có thể đánh giết nàng. Bởi vì muốn khôi phục luân hồi cảnh, nàng phải tự mình tiến vào luân hồi đi một lần. Trong quá trình này, nàng không cách nào hành động. Như hiện tại, nàng đã tiến vào luân hồi của mình. Tuy lấy tâm tính cùng thực lực của nàng, trở lại luân hồi bất quá là quá trình, nhiều nhất một canh giờ nàng liền có thể khôi phục như cũ, thế nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần nàng tiến vào luân hồi, muốn giết nàng, một tức liền đủ. Nói đến đây, lão giả cười cợt. Chỉ cần giết nàng, những dư nghiệt còn lại của U Minh Điện, liền đơn giản hơn nhiều. Dương Diệp xem như thật sự hiểu. Như trước đây Minh Nữ nói, đại thế giới không phải ngốc, sở dĩ bọn họ không phái người mạnh mẽ hạ xuống, trừ bị áp chế cảnh giới, còn có một nguyên nhân, là kiêng kỵ huyết nữ. Bởi vậy bọn họ hàng đầu giải quyết chính là huyết nữ. Vì giải quyết huyết nữ, bọn họ không tiếc đợi tới hiện tại, đồng thời còn phái hai người xuống tìm cái chết. Tất cả đều là vì giết huyết nữ. Có thể tưởng tượng, những người đại thế giới kia, là kiêng kỵ huyết nữ cỡ nào. Kỳ thực cũng bình thường. Dù sao huyết nữ nắm giữ lực lượng giới vực A. Hết thảy đều kết thúc rồi. Lúc này, lão giả đột nhiên lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, một đạo kình khí bắn về phía huyết nữ. Thời điểm kình khí muốn bắn đến huyết nữ, một đạo kiếm khí đột nhiên phá không, trực tiếp đánh vào kình khí nổ thành hư vô. Cùng lúc đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn huyết nữ bị lão giả kia giết, nếu như vào lúc này. Hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình.
như vậy giống như lúc trước đám người Minh Nữ không nhìn Bạch Lộc Thư Viện bị Tà Phái giết, lúc trước đám người Minh Nữ cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Bạch Lộc Thư Viện cùng Hiểu Vũ Tịch bị Tà Phái đánh giết, thế nhưng đám người Minh Nữ không làm như vậy. Tại sao? Các nàng coi Dương Diệp hắn là bằng hữu. Mà hiện tại, huyết nữ rơi vào cảnh khốn khó, hắn có thể nào ngồi yên? Không để ý đến, hắn không dám hứa chắc nhất định có thể ngăn trở lão giả này, thế nhưng hắn sẽ tận lực, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Một bên, Liên Bán Trang do dự một chút, sau đó cũng tới bên cạnh Dương Diệp. Nàng có thể lựa chọn rời đi, thế nhưng nàng không làm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn đi ra ngoài, nhất định phải theo Dương Diệp cùng huyết nữ, ở hung vực cấm địa này, cũng chỉ có Dương Diệp và huyết nữ có thể đi ra ngoài. Nàng theo Dương Diệp cùng huyết nữ, có cơ hội rất lớn có thể rời nơi này, thế nhưng nếu như bây giờ nàng rời đi, như vậy nàng cả đời sẽ bị vây ở chỗ này. Đánh cược. Vì tự do, nàng đồng ý dùng tính mạng của mình đến đánh cược. Dương Diệp liếc mắt nhìn Liên Bán Trang, không nói gì, hắn tự nhiên rõ ràng ý đồ của nữ nhân này, bất quá vừa vặn, hiện tại hắn cũng cần giúp đỡ. Nữ nhân này là cường giả âm dương cảnh, mạnh hơn hắn, có nàng giúp đỡ, muốn kéo dài tới huyết nữ tỉnh lại, tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào một mình hắn, thực sự là rất khó ngăn cản một cường giả luân hồi cảnh. Cho dù hiện tại thực lực tổng hợp của hắn đã gia tăng rất nhiều, thế nhưng đối phương là cường giả luân hồi cảnh, mặc dù đối phương bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng tâm cảnh của đối phương là luân hồi cảnh, chỉ là cảnh giới bị áp chế mà thôi, ý thức chiến đấu, các loại phương diện trưởng khống, là không có biến mất. Vì lẽ đó, không thể coi đối phương là cường giả âm dương cảnh. Nhất định phải coi đối phương là luân hồi cảnh. Phía chân trời, nhìn thấy Dương Diệp và Liên Bán Trang tre ở trước người huyết nữ, lão giả kia cười khẽ. Chuyện châu chấu đá xe này, không nghĩ tới ta lại gặp được. Bất quá cũng không sao, hai người các ngươi ở cùng với nàng, quan hệ khẳng định không bình thường, đối với chúng ta mà nói, người có quan hệ với U Minh Điện, đều đáng chết. Âm thanh hạ xuống, tay phải nhẹ nhàng ép một chút, chỉ là ép một chút như thế, vẻ mặt của Dương Diệp và Liên Bán Trang cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì thời khắc này, bọn họ cảm giác phảng phất như trời sụp xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe ra hàn mang, cổ tay hắn hơi động, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Bù! Tiếng kiếm reo vang vọng lên, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Hiện tại lấy thực lực của hắn, triển khai hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, đã dễ như ăn cháo, hơn nữa lấy lực lượng thân thể cùng cảnh giới bây giờ, uy lực của hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra cũng mạnh hơn quá nhiều. Tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí phá không, khi kiếm khí xuất hiện, một chưởng của lão giả kia tan thành mây khói, tốc độ của kiếm khí không giảm, trong nháy mắt đến trước mặt lão giả. Khi nhìn thấy kiếm khí của Dương Diệp, trong mắt lão giả lóe ra vẻ kinh ngạc. Kiếm kỹ không tệ, nhưng đáng tiếc, người triển khai thực lực quá yếu, nếu như ngươi có thể điệp ra năm đạo, còn có thể tạo thành một chút uy hiếp, nhưng đáng tiếc, ngươi không làm được. Âm thanh hạ xuống, tay phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng vẽ ra, nhất thời kiếm khí của Dương Diệp hóa thành hư vô. Thật mạnh! Nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong con ngươi cực kỳ nghiêm nghị. Kỳ thực hắn cũng không có hy vọng xa vời chiêu kiếm của mình có thể tạo thành tổn thương cho đối phương, thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương dễ như ăn cháo liền phá tan kiếm chiêu của hắn, đúng là dễ như ăn cháo. Lần này hắn rõ ràng mình và cường giả luân hồi cảnh chênh lệch rồi. Có thể nói như vậy, nếu như cảnh giới của đối phương không bị áp chế, hắn khả năng ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Tuy này có chút đả kích người, nhưng sự thực chính là như vậy. Thế nhưng hắn không thể lùi. Một khi hắn lùi, liền ý nghĩa huyết nữ sẽ chết. Nếu phía sau không ai, đánh không lại, hắn sẽ chạy, không chạy chính là kẻ ngu si. Thế nhưng hiện ở phía sau có người, đánh không lại cũng phải đánh. Lúc này, lão giả kia lắc đầu nói. Yếu, ta cũng không có hứng thú ra tay với ngươi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, sau một khắc, thân hình hơi động, hóa thành một ánh kiếm bắn mạnh về phía lão giả kia. Khóe miệng lão giả nổi lên vẻ châm chọc, vung tay phải lên, một đạo lực lượng vô hình bắn ra, Dương Diệp nhất thời bị chấn bay ra ngàn trượng. Phía dưới, Liên Bán Trang tự nhiên không có nhàn rỗi, thân hình hơi động, vọt tới lão giả. Xa xa,
Hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh giống như thủy triều tràn vào kiếm tổ. Sau một khắc, hai mắt Dương Diệp híp lại. Mà thời điểm Dương Diệp nhắm mắt, xa xa lão giả kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xoạt xoạt, một âm thanh lanh lảnh vang vọng lên. Không gian chung quanh Dương Diệp nứt ra. Luân hồi nhất kiếm. Lúc này Dương Diệp đang sử dụng chính là luân hồi nhất kiếm. Dương Diệp rất rõ ràng, thực lực của lão giả này vượt qua hắn quá nhiều, công kích bình thường sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, vì lẽ đó, hắn vừa triển khai chính là luân hồi nhất kiếm mình mới vừa học được. Lần này sở dĩ luân hồi nhất kiếm đánh nứt không gian, đó là bởi vì hắn gia trì kiếm ý và sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh gia trì, làm cho uy lực của luân hồi nhất kiếm tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thời điểm lão giả phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất rồi. Bành! Trước mặt lão giả vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của Liên Bán Trang, lão giả kia bị chấn bay ra 3.000 trượng. Lão giả ngừng lại, tay phải hắn hóa trưởng bình thân về phía trước, mà. Lòng bàn tay đâm một thanh kiếm, kiếm đã hoàn toàn xen vào lòng bàn tay của hắn. Mà kiếm cũng không có đình chỉ, vẫn xoay tròn, đồng thời một tấc tiến vào lòng bàn tay của lão giả, rất nhanh, theo một tiếng xì, thanh kiếm kia xuyên thủng qua lòng bàn tay của lão giả. Một tia máu tươi tung tóe ra. Kiếm tổ có linh, trực tiếp hóa thành ánh kiếm bay trở về trong tay Dương Diệp. Xa xa, vắng lặng nháy mắt, khóe miệng lão giả chậm rãi tràn ran một vệt máu tươi. Một kiếm vừa nãy, tuy chỉ xuyên thấu cánh tay phải của lão giả, thế nhưng thời điểm kiếm tiếp xúc lòng bàn tay, lực lượng trong kiếm trực tiếp chấn đến toàn thân lão di cả, bởi vậy lão giả không chỉ cánh tay phải bị làm tàn, trong cơ thể cũng bị chấn thương. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Thực khó có thể tin, ta lại bị một bán thần cơ thương tổn. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay một chút. Sau đó nói, đáng tiếc, không thể một kiếm giết ngươi, ngươi bất tử, ta sẽ gặp xui xẻo. Giết ta, lão giả ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cợt. Thực sự là buồn cười, một bán thần dĩ nhiên nói muốn giết ta, thực sự là hoang đường. Ta, lão giả đang muốn nói cái gì, đột nhiên xa xa, con mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp lần nữa biến mất không gặp. Sắc mặt lão giả biến đổi. Tay trái vỗ ra một trường. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão giả lần thứ hai bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Lần này tay trái của lão giả xuất hiện một kiếm động từ lòng bàn tay thông đến vai trái, giờ khắc này, hai cánh tay cùng sau vai của hắn đều đang chảy máu. Đối diện lão giả, Dương Diệp lắc đầu, thầm nói đáng tiếc. Hai kiếm. Hắn đạt đến bán thần, huyền khí trong cơ thể có thể để cho hắn triển khai hai lần luân hồi nhất kiếm. Vừa nãy chiêu kiếm này, hắn cố ý ở thời điểm đối phương nói chuyện đột nhiên xuất kích, thế nhưng đáng tiếc, phản ứng của đối phương thực sự quá nhanh, bởi vậy một kiếm vốn muốn đâm về trái tim đối phương, lại bị lòng bàn tay ngăn trở. Hiện tại, hắn đã không có năng lực sử dụng luân hồi nhất kiếm rồi. Xa xa, lão giả nhìn tay trái của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ngươi đúng là để ta bất ngờ, không thể không nói, lần này mắt ta có chút vụng về. Nếu như là âm dương cảnh bình thường, vừa nãy hai kiếm này của ngươi, coi như giết không được đối phương, cũng có thể trọng thương. Đáng tiếc, ta không phải âm dương cảnh. Hiện tại, huyền khí trong cơ thể ngươi khô cạn, ngươi còn có chiêu gì không? Tay Dương Diệp hơi động, cổ sao bị hắn cất đi. Sau một khắc, chân phải hắn giẫm hư không, toàn bộ không gian nhất thời run lên kịch liệt, mà bản thân Dương Diệp thì biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả kia, không có bất kỳ phí lời, Dương Diệp trực tiếp đánh tới lão giả một quyền. Khóe miệng lão giả nổi lên vẻ châm chọc, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Ầm. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một tiếng nổ vang vang vọng lên, cùng lúc đó, Dương Diệp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng, mà thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Liên Bán Trang lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả, sau đó tay phải nắm dây lưng lụa bổ về phía lão giả. Khi Liên Bán Trang tay cầm dây lưng lụa bổ ra, dây lưng lụa trong tay nàng hóa thành cột sáng màu sắc rực rỡ, tốc độ của cột sáng cực nhanh, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của lão giả. Trong mắt lão giả lóe ra vẻ hung lệ, sau một khắc, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào ra.
chùm sáng của Liên Bán Trang ầm ầm vỡ vụn, mà Liên Bán Trang thì ở trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Khi Liên Bán Trang bị đánh bay, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả, giống như trước, hắn đánh tới một quyền. Lão giả cũng không cam lòng yếu thế, một quyền đánh tới Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp bị chấn bay hơn 1000 trượng. Lực lượng còn có thể. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, vẫn quá yếu. Tất cả đều nên kết thúc, ngươi. Nói đến đây, âm thanh của lão giả đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp mới vừa bị hắn đánh bay lại xuất hiện ở trước mặt, sau đó lại đánh tới hắn một quyền, cùng lúc đó, Liên Bán Trang cũng vọt tới. Muốn chết. Lão giả quát, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không có ngoài ý muốn, Dương Diệp bị lão giả đánh bay ra ngoài, mà Liên Bán Trang cũng bị chấn động bay. Thế nhưng mỗi lần bị đánh bay, Dương Diệp lại lần nữa vọt tới lão giả. Đánh đánh, lão giả đột nhiên phát hiện, thân thể Dương Diệp cường hãn thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ thân thể phòng ngự, năng lực hồi phục cũng vậy. Mỗi một lần Dương Diệp bị hắn đánh bay ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn, Dương Diệp khẳng định sẽ bị chấn thương, thế nhưng đánh đánh tầm đó hắn phát hiện, Dương Diệp thật giống như không có bị thương gì. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như trước, một quyền đánh tới. Lão giả theo bản năng phản kích. Nhìn thấy đối phương lại oanh đến một quyền, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ quỷ dị. Bành! Xoạt xoạt! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng toàn bộ cánh tay của lão giả kia dĩ nhiên bị một quyền của Dương Diệp chấn bay ra ngoài, cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ chấn lão giả lùi về sau chừng trăm trượng. Ngũ hành phá giáp quyền. Cú đấm này, tự nhiên chính là ngũ hành phá giáp quyền. Trước kia sở dĩ Dương Diệp không có triển khai ngũ hành phá giáp quyền, là vì ma túy lão giả này, làm cho đối phương xem thường. Bởi vì vừa giao thủ hắn ra quyền, lão giả sẽ cực kỳ đề phòng. Ở dưới tình huống lão giả đề phòng, hắn triển khai ngũ hành phá giáp quyền, chắc chắn sẽ không tạo thành hiệu quả tính thực chất. Cũng chỉ có ở dưới tình huống lão giả thả lỏng đề phòng, ngũ hành phá giáp quyền này mới có thể xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hắn thành công. Một quyền trực tiếp đánh bay một cánh tay của lão giả. Xa xa, giờ khắc này sắc mặt lão giả cực kỳ dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không cần phải nói, mình trúng ám chiêu của đối phương. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một bán thần nhiều lần kích thương. Lão phu muốn xé xác ngươi. Lão giả nói xong, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng bắn mạnh tới Dương Diệp, chỗ cầu vồng đi qua, không gian vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Liên Bán Trang biến sắc, vội vàng nói. Cẩn thận! Ầm! Liên Bán Trang vừa nói xong, Dương Diệp đã bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, bay không tới mấy trăm trượng hắn liền ngừng lại. Lúc này ở trong tay hắn, có thêm một cái nắp quan tài. Nhìn thấy nắp quan tài, Liên Bán Trang nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng may có nắp quan tài này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không chỉ Liên Bán Trang, lúc này Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may có nắp quan tài, nếu không lần này coi như hắn không chết cũng tàn phế. Bởi vì coi như có nắp quan tài chống đỡ, lúc này hắn cũng cảm giác toàn thân nứt ra, phải biết lúc này thân thể của hắn đã là bất tử bất diệt cảnh. Hơn nữa còn tu luyện ngũ hành bất diệt thể thành công, hiện tại thân thể của hắn, so với thạch nhân lúc trước cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng thêm vào nắp quan tài chống đối, thân thể của hắn vẫn bị đánh nứt. Có thể tưởng tượng, nếu như không có nắp quan tài, vừa nãy một đòn toàn lực của lão giả này, rất khả năng trực tiếp đánh hắn tan xương nát thịt. Tuy lão giả này bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng thực lực của đối phương, căn bản không phải cường giả âm dương cảnh có thể so sánh. Liên Bán Trang cũng là cường giả âm dương cảnh, thế nhưng đối mặt lão giả này, Liên Bán Trang hoàn toàn là bị áp chế. Lão giả này có thể không bằng huyết nữ, thế nhưng đối phương so với hắn và Liên Bán Trang lại mạnh hơn quá nhiều. Bất quá cũng còn tốt, hắn không phải muốn giết chết đối phương, chỉ muốn ngăn cản đối phương, chỉ cần có thể kéo dài, đợi đến khi huyết nữ tỉnh lại, như vậy bọn họ liền thắng lợi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu dùng huyền khí vừa khôi phục bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Hắn có Linh Châu, có thể một lần khôi phục huyền khí của mình, thế nhưng còn không đến thời điểm dùng. Xa xa,
Ánh mắt của lão giả kia rơi vào trên tấm khiên của Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, vừa nãy một đòn tất sát của mình, lại bị nắp quan tài kia chặn lại. Có nắp quan tài này, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn giết chết hai người trước mắt, không dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng là sự tình không có sơ hở nào, hiện tại xuất hiện vấn đề rồi. Lão giả liếc mắt nhìn huyết nữ, hắn biết rõ, nếu như nàng tỉnh lại, hắn đừng nói giết đối phương, mình nhất định sẽ qua đời ở chỗ này. Đúng lúc này, không gian bên cạnh dập dờn, một nam tử trung niên xuất hiện. Vũ Minh, sao ngươi đến rồi? Lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Nam tử liếc mắt nhìn huyết nữ, sau đó nói. Thần toán tử nói ngươi ở phía dưới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để ta từ bỏ đi tranh cướp vật kia tới giúp ngươi, đúng như dự đoán, còn thật xảy ra ngoài ý liệu, nàng đến hiện tại còn chưa chết. Hai cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt của Liên Bán Trang và Dương Diệp đều khó coi. Đúng lúc này, Liên Bán Trang nguyên bản ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên xoay người, lóe lên một cái, sau đó hóa thành một chùm sáng màu sắc rực rỡ biến mất ở cuối chân trời. Chạy trốn. Sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Kỳ thực, Dương Diệp cũng lý giải. Nếu như là một tên cường giả luân hồi cảnh, hắn và Liên Bán Trang liên thủ, là có cơ hội kéo dài tới huyết nữ tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại có hai tên cường giả luân hồi cảnh. Hai tên A. Có thể nói, bên bọn họ không có phần thắng chút nào. Dưới tình huống này, Liên Bán Trang đào tẩu, tự nhiên là cực kỳ bình thường. Dù sao hắn cùng huyết nữ và Liên Bán Trang không quen không biết, đối phương khẳng định là sẽ không vì huyết nữ và hắn đưa mạng. Chỉ là hiện tại phải làm như thế nào đây? Lấy một đánh hai. Hay mình cũng trốn? Trốn, khẳng định là không thể trốn. Vừa rồi lão giả này bị hắn đánh đau, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Trước tiên không nói có thể đào tẩu hay không, coi như có thể đào tẩu, chờ đối phương giết huyết nữ xong đến tìm hắn, khi đó hắn nên làm gì chống đối hai cường giả luân hồi cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ huyết nữ tỉnh lại. Huyết nữ tỉnh lại, hắn mới có thể sống. Nhưng lấy hai đánh một hắn cũng không chịu nổi, huống chi lấy một đánh hai. Khi vũ lực không cách nào giải quyết, Dương Diệp quyết định lựa chọn câu thông, cũng là một thủ đoạn giải quyết sự tình A. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía lão giả cùng nam tử kia, cười nói. Ta cảm thấy, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, dù sao rất nhiều lúc, cừu hận là không hóa giải được cừu hận, các ngươi nói đúng không? Muốn kéo dài thời gian, có thể đổi thủ đoạn cao minh hơn không? Lão giả âm trầm nói. Bị nhìn thấu rồi. Dương Diệp cũng không xấu hổ, nghiêm mặt nói. Kỳ thực, ta là vì tốt cho các ngươi thật cảm thấy nhị điện hạ nàng không có hậu chiêu. Thực buồn cười. Lúc này, lão giả kia cười nhạo một tiếng. Đến thời điểm như thế này, ngươi còn muốn lấy miệng lưỡi lừa chúng ta, ngươi là đang làm nhục chỉ số thông minh của chúng ta sao? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Vũ Minh đột nhiên nói. Không cần lãng phí thời gian. Giải quyết nữ tử này mới là chuyện chính. Nói xong, cả người hóa thành một đạo hàn quang bắn mạnh ra. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ dữ tợn, hai tay nâng nắp quan tài đập một cái. Ầm! Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, mà Vũ Minh thì chỉ lui không tới trăm trượng. Tuy Vũ Minh ổn chiếm thượng phong, thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện một tia khó có thể tin. Người dĩ nhiên chặn lại một kích của ta. Hắn tự nhiên là khiếp sợ, bởi vì cảnh giới của Dương Diệp chỉ là bán thần ở trong mắt bọn hắn, thật sự ngay cả run rế cũng không bằng, cho dù hiện tại cảnh giới của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế, thế nhưng cũng không phải bán thần có thể chống lại, phải nói cường giả âm dương cảnh bình thường cũng không thể chống lại bọn họ. Thế nhưng Dương Diệp chặn lại một kích của hắn, hơn nữa không có bị thương. Rất nhanh, ánh mắt của Vũ Minh rơi vào nắp quan tài trong tay Dương Diệp. Khi nhìn thấy nắp quan tài kia, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Vật ấy không tầm thường, chẳng trách ngươi có thể ngăn một đòn của ta. Bất quá lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Nói xong, thân hình hơi động, lần thứ hai bắn mạnh tới Dương Diệp. Lần này lão giả kia cũng không nhàn rỗi, cũng vào tới Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn đang lãng phí thời gian. Hai tên cường giả luân hồi cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hắn lóe ra vẻ quyết tuyệt, sau một khắc, cổ tay hắn hơi động,
một tấm kiếm đồ hiện ra, khi bức tranh này xuất hiện, cảnh tượng biến ảo, rất nhanh, mọi người đặt mình trong một vùng sao trời. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp vận dụng Ngân Hà kiếm đồ, bất đắc dĩ, giờ khắc này, nếu như hắn không dùng Ngân Hà kiếm đồ, hắn căn bản không có một chút phần thắng. Hắn biết rõ, hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ, hắn căn bản không có cách chống đối, cho dù có nắp quan tài cũng không được. Trực tiếp trốn ở trong quan tài, là có thể chống đỡ, thế nhưng huyết nữ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên, huyết nữ làm sao bây giờ? Huyết nữ cũng có thể trốn vào trong quan tài a. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền phá diệt, bởi vì huyết nữ trốn vào trong quan tài, hắn cũng trốn vào trong quan tài, vậy ai đến ngăn cản hai người này? Hiện tại huyết nữ là không thể bị quấy rầy, bọn họ trốn ở trong quan tài, hai người này điên cuồng công kích quan tài, cái kia thật sự là bị đối phương bắt ba ba trong giỏ. Hắn đương nhiên cũng có thể mang theo quan tài chạy, nhưng vấn đề là hắn chạy hơn người ta sao? Không có cách nào, thời điểm như thế này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, mà mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có triển khai Ngân Hà kiếm đồ. Thời điểm tràng cảnh biến thành tinh không, vẻ mặt của lão giả kia cùng Vũ Minh nghiêm túc lên, hiển nhiên bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, Vũ Minh nhìn về phía Dương Diệp, trầm giọng nói. Đây là Ngân Hà kiếm đồ của Kiếm Vô Cực. Nghe vậy, lão giả bên cạnh sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới này dĩ nhiên là Ngân Hà kiếm đồ. Ngân Hà kiếm đồ, này cũng không chỉ ở hạ vị diện hiển lộ tài năng qua, ở đại thế giới, Ngân Hà kiếm đồ cũng cực kỳ có tiếng. Đương nhiên, này tự nhiên là bởi vì Kiếm Vô Cực. Năm đó Kiếm Vô Cực lên đại thế giới, đắc tội qua một thế lực khổng lồ, thế lực này phải ra cường giả không ngừng truy sát Kiếm Vô Cực cùng Kiếm Thần Các do Kiếm Vô Cực sáng lập. Cuối cùng Kiếm Vô Cực một thân một mình đi tới thế lực kia, sử dụng tới Ngân Hà kiếm đồ. Ngân Hà kiếm đồ vừa ra, thế lực kia bị Ngân Hà kiếm đồ bao phủ. Kết quả cuối cùng có chút hí kịch, bởi vì không có đánh nhau. Thế lực kia nắm giữ tám cường giả luân hồi cảnh, cuối cùng trực tiếp chịu thua, sau đó lấy thần hồn tuyên thệ không tìm Kiếm Vô Cực và Kiếm Thần Các phiền phức. Trận chiến đó, làm cho danh tiếng của Kiếm Vô Cực nâng cao một bước. Cũng là trận chiến đó, làm cho thế nhân biết Ngân Hà kiếm đồ. Ở trước mặt trận đồ này cùng Kiếm Vô Cực, tám cường giả luân hồi cảnh ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Có thể làm cho tám luân hồi cảnh ngay cả dũng khí chiến cũng không có, cái kia khủng bố bao nhiêu. Lúc này, hai người không nghĩ tới Ngân Hà kiếm đồ dĩ nhiên ở trong tay Dương Diệp. Đáng sợ nhất chính là, Dương Diệp là kiếm tu, có thể kích hoạt Ngân Hà kiếm đồ. Không dám khinh thường. Nếu như cảnh giới của bọn họ không bị áp chế, ngược lại không sợ. Dù sao Dương Diệp là không có thực lực như Kiếm Vô Cực lúc trước. Thế nhưng hiện tại, cảnh giới của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế. Vì lẽ đó, đối mặt Dương Diệp có thể thôi thúc Ngân Hà kiếm đồ, bọn họ không dám có chút bất cẩn. Dương Diệp không do dự, muốn thôi thúc Ngân Hà kiếm đồ, vào lúc này cũng không có cách nào do dự, giảm tuổi thọ, dù sao cũng hơn mất mạng a. Ngay khi hắn muốn triệu hoán tinh thần kiếm khí, đột nhiên sáu đạo khí tức kinh khủng xuất hiện ở giữa tràng, Dương Diệp hơi run run, sau một khắc, hắn thu hồi Ngân Hà kiếm đồ, nơi này khôi phục bình thường. Khi thấy chủ nhân của sáu đạo khí tức kia, Dương Diệp nhất thời sửng sốt. Bởi vì trong đó có ba người hắn nhận thức. Ba người này phân biệt là Liên Bán Trang mới vừa rời khỏi, còn có Ngô lão ma trước kia truy sát hắn, còn có một, chính là Dung Nham cự nhân. Mà ba đạo khí tức còn lại, phân biệt là một lão giả hoa bào, còn có hai con yêu thú hình thể khổng lồ. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp sửng sốt, thoáng qua, hắn nhìn về phía Liên Bán Trang. Liên Bán Trang liếc mắt nhìn hắn. Bọn họ đồng ý đến giúp đỡ, thế nhưng có một yêu cầu, là đến lúc đó để huyết nữ dẫn bọn họ ra ngoài. Đương nhiên, người đáp ứng cũng được. Nàng chưa quên thiên đạo chi nhãn cùng bé gái thần bí kia là bằng hữu. Nghe vậy, Dương Diệp rõ ràng, trước đó không phải Liên Bán Trang chạy trốn, mà đi tìm viện binh. Bất quá cũng bình thường, này có thể nói là cơ hội đi ra ngoài duy nhất của nàng, nàng làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Thế nhưng nàng rõ ràng, lấy thực lực của nàng cùng Dương Diệp, căn bản không có cách chống đối hai cường giả luân hồi cảnh. Nếu muốn chống đối hai cường giả luân hồi cảnh, chỉ có tìm giúp đỡ. Mà đi ra ngoài, nàng rất rõ ràng, rất nhiều yêu thú cùng người ở nơi này đều không thể từ chối. Đúng như dự đoán. Ngay cả Ngô lão ma cùng nàng có ân oán cũng không thể từ chối.
Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Ngô lão ma, sau đó nói. Yêu cầu này, ta đáp ứng. Đương nhiên phải đáp ứng, hắn cũng không muốn sử dụng ngân hà kiếm đồ a. Ngươi có thể thay huyết nữ làm chủ. Lúc này Ngô lão ma đột nhiên nói. Nàng là nhị tỷ của ta, ngươi nói xem được không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nhị tỷ. Nghe Dương Diệp nói, mí mắt của Ngô lão ma giật lên, khiếp sợ đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp nhận thức huyết nữ, nếu như sớm biết hắn nhận thức huyết nữ, hắn là sẽ không đi tìm Dương Diệp phiền phức, dù sao hắn cũng không muốn huyết nữ đến gây sự với hắn. Chư vị. Lúc này, Vũ Minh đột nhiên nói. Chúng ta không muốn đối địch với chư vị, mục tiêu của chúng ta chỉ là huyết nữ này. Còn đi ra ngoài, chỉ cần các ngươi không ra tay, chúng ta có thể giúp các ngươi đi ra ngoài. Giúp chúng ta đi ra ngoài. Lúc này lão giả hoa bào kia cười nhạo một tiếng. Buồn cười, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu si. Nếu như cảnh giới của các ngươi không bị áp chế, ta còn có thể tin. Thế nhưng hiện tại, thực lực của các ngươi bị áp chế, căn bản không có cách đối kháng thiên đạo chi nhãn. Hai người các ngươi dám đi vào nơi đây, khẳng định là có biện pháp đi ra ngoài, thế nhưng biện pháp này, khẳng định không phải mạnh mẽ đi ra ngoài, mà là phương pháp đặc thù. Phương pháp đặc thù này, khẳng định không cách nào hữu hiệu với chúng ta, dù sao chúng ta là bị giam ở đây, mà các ngươi là người ngoại lai, thiên đạo chi nhãn sẽ không cùng các ngươi cá chết lưới rách, nhưng nếu như chúng ta đi ra ngoài, thiên đạo chi nhãn tuyệt đối sẽ liều mạng ngăn cản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía huyết nữ. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có dựa vào nàng, bởi vì nàng có thể áp chế thiên đạo chi nhãn, như Tiêu Dao từ lúc trước vậy. Nghe vậy, vẻ mặt của lão giả kia cùng Vũ Minh nhất thời khó coi. Bởi vì như lão giả hoa bào này nói, hiện tại bọn họ đúng là không cách nào chống lại, thiên đạo chi nhãn cũng không dám liều mạng với thiên đạo chi nhãn, nếu như bức thiên đạo chi nhãn tự bạo huyết phạt, vậy bọn họ liền xong đời. Loại thiên đạo chi nhãn cấp này tự bạo, coi như bọn họ trở lại đại thế giới cũng không cách nào chết tử tế. Vì lẽ đó, muốn áp chế thiên đạo chi nhãn, mang theo những người này đi ra ngoài, căn bản không hiện thực. Trầm mặc nháy mắt. Vũ Minh đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó nhìn lướt qua đám người Ngô lão ma. Đã như vậy, vậy thì đến chiến một trận, ta cũng muốn nhìn những kẻ tù tội các ngươi có mấy phần năng lực. 10 chiêu giết ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người sững sờ, xoay người nhìn lại, khi thấy người nói chuyện kia, ngoại trừ Dương Diệp, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Người này không phải huyết nữ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả đang chậm rãi đi tới. Lão giả cực kỳ già nua, lông mày đã trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt nhắn nhít khắp nơi, như trải qua mây thế kỷ phong sương. Thêm vào hắn lưng còng, điều này làm cho lão giả xem ra cực kỳ già nua. Khi thấy lão giả này, sắc mặt đám người liên bán trang cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Vẻ mặt của Dương Diệp cũng có chút nghiêm nghị, bởi vì lão giả này cho hắn cảm giác sâu không lường được. Đồng dạng, vẻ mặt hai người Vũ Minh cũng nghiêm nghị, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy lão giả này nguy hiểm. Là ai vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi Liên Bán Trang. Liên Bán Trang trầm giọng nói. Một người rất mạnh, thế nhưng rất biết điều, cũng rất thần bí. Lúc trước vốn hắn là đệ nhất cường giả ở nơi này, thế nhưng cuối cùng hắn rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vậy đệ nhất biến thành yêu thú bị huyết nữ giết lúc trước. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta không biết. Chỉ có Tiêu Dao Tử biết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người biết lúc trước Tiêu Dao Tử đánh với hắn một trận xong nói gì không? Cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Rất tốt. Liên Bán Trang nói. Hắn nói rất tốt, đồng thời nói, nếu như lão giả này có thể đột phá ràng buộc, hắn đồng ý cùng lão giả này chiến một trận. Rất tốt. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc, có thể làm cho Tiêu Dao Tử nói rất tốt. Cái kia thật không đơn giản. Dương Diệp nhìn về phía lão giả, rất nhanh, lão giả đi tới giữa trường, liếc mắt nhìn Vũ Minh. Ở vũ trụ này của các ngươi, gặp phải cường giả, không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Ở trong những người gặp phải, lão phu chỉ phục hai người, không đúng, hẳn là hai cái rưỡi. Một người trong đó là Tiêu Dao Tử, kiếm đạo của người này đã thông thần, lão phu kém xa tít tắp. Còn có một cái, không nói cũng được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía huyết nữ. Cuối cùng nửa cái, chính là nàng.
có thể khống chế huyết vực đến trình độ như thế này, thiên phú kia, lão phu cũng không bằng. Ngươi là ai? Lúc này Vũ Minh trầm giọng nói. Là ai? Lão giả cười cợt. Như lời ngươi nói, chính là một kẻ tù tội. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, lão phu cũng không muốn ở chỗ này. Ta giúp ngươi và huyết nữ ngăn trở bọn họ, chờ nàng khôi phục thực lực, thời điểm các ngươi đi ra ngoài, có thể mang lão phu đi theo hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp gật đầu. Chỉ là vãn bối không hiểu, lấy thực lực của tiền bối, cũng không cách nào đi ra ngoài sao? Lão giả cười cợt, sau đó nói. Có thể, thế nhưng đi ra ngoài sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp không rõ. Lão giả nói. Chúng ta, lúc trước nên chết rồi. Thế nhưng đối phương thiện tâm, lưu chúng ta một mạng, tuy có thể sống, bất quá lại bị vĩnh cửu nhốt ở chỗ này. Đối với vũ trụ của các ngươi mà nói, chúng ta là người xâm lược, chúng ta là tội nhân, nếu như tự chúng ta mạnh mẽ đi ra ngoài, sẽ gặp thiên đạo chi chủ của thế giới này nhằm vào. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải có người giúp chúng ta che lấp thiên đạo chi chủ truy kích, mà có thực lực này, chỉ có hai người, một cái là Tiêu Giao Tử, còn có một cái, chính là huyết nữ này, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ lực lượng giới vực. Bọn họ có thể dùng lực lượng giới vực của mình yểm hộ chúng ta, để chúng ta không bị thiên đạo chi chủ phát hiện. Giờ khắc này, Dương Diệp rốt cục xác định những người này căn bản không phải người của vũ trụ mình. Những người này, bao quát trung niên cho hắn ngũ hành bất diệt thể, còn có lão giả ở đáy nước, những người này đều không phải người vũ trụ này, những người kia, đến từ vũ trụ khác. Phải nói, trong hung vực này, ngoại trừ số ít thổ dân, còn lại đều là đến từ những vũ trụ khác. Những người này, đã từng phạm lỗi lầm, như lão giả này nói, là người xâm lược, không cần phải nói, cuối cùng bọn họ thất bại. Sau đó bị nhốt lại. Lúc này, lão giả lại nói. Tuy ta có thể chiến thắng thiên đạo chi nhãn, thế nhưng ta ép không được nó, hơn nữa nếu như ta mạnh mẽ đi ra ngoài, nó nhất định sẽ liều mạng chống lại, đến lúc đó sẽ trêu chọc càng nhiều thiên đạo chi nhãn đến. Thế nhưng huyết nữ không giống, nếu nàng khôi phục lại thực lực luân hồi cảnh, thêm vào huyết vực, nàng có thể áp chế thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp rõ ràng, những người này, muốn mượn chính là huyết vực của huyết nữ, có lực lượng giới vực, có thể che giấu khí tức của những người này. Vì lẽ đó bọn họ đi ra ngoài, cũng sẽ không bị thiên đạo chi chủ của vùng vũ trụ này nhằm vào. Nếu không, cho dù bọn họ có thể đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ gặp phải thiên đạo chi chủ truy sát vô tận. Giữa trường, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Ta có thể thay nàng đáp ứng các ngươi, chờ nàng tỉnh lại, mang theo các ngươi đi ra ngoài, chỉ là sau khi các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta sẽ rời vũ trụ của các ngươi. Lúc này lão giả nói. Năm đó chúng ta cũng bởi vì tham lam, mới rơi vào mức độ bây giờ, hiện tại sẽ không. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp buông lỏng, hắn chưa hề nghĩ tới thu phục những người này, căn bản không thể, thực lực của những người này vượt qua hắn quá nhiều, người ta không thể theo hắn. Hơn nữa coi như những người này đi theo, hắn cũng không dám. Những người này đều là tội nhân, một khi bị thiên đạo chi chủ phát hiện, hậu quả kia. Hắn không biết thiên đạo chi chủ lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng lão giả này cũng kiêng kỵ như vậy, có thể tưởng tượng đối phương khủng bố cỡ nào. Không nghi ngờ chút nào, kia tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đối đầu thiên đạo chi chủ, hắn còn chưa phát rồ. Vì lẽ đó, những người này có thể rời đi, đó là tốt nhất. Bất quá trợ giúp những người này vượt ngục, cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cũng may đến lúc đó coi như gặp sự cố, cũng là sự tình của huyết nữ. Phiền phức gì kia? Huyết nữ nhất định có thể giải quyết. Ngươi gọi Dương Diệp đúng không? Đúng lúc này, xa xa lão giả kia đột nhiên nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía lão giả kia nói. Làm sao? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lão phu không nghĩ tới, vốn là sự tình không sơ hở nào, sẽ bại trong tay ngươi. Lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ lên đại thế giới. Rất không đúng dịp. Lần này trấn thủ thông thiên chi lộ vừa vặn là chiến các của chúng ta. Nhớ kỹ lão phu, thời điểm người lên đại thế giới, chính là lúc Dương Diệp người bỏ mình. Nói xong, cùng Vũ Minh thân thể dần dần hư huyễn. Bọn họ là cường giả luân hồi cảnh, không phải người ngu. Vào lúc này, bọn họ rất rõ ràng, ở trước mặt những cường giả hung vực kia, bọn họ căn bản không có cách đánh giết huyết nữ. Vì lẽ đó,
bọn họ quả đoán lựa chọn rời đi. Bởi vì nếu như bọn họ không đi, một khi chờ huyết nữ tỉnh lại, bọn họ khẳng định là thập tử vô sinh. Cản bọn họ lại. Thấy hai người muốn đi, Dương Diệp biến sắc, rút kiếm chạm một cái, kiếm khí của hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt lão giả kia cùng Vũ Minh, sau đó xuyên thủng qua, thế nhưng không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt Dương Diệp nhất thời âm trầm. Không ngăn được. Lúc này lão giả lưng còng nói. Nếu như bọn họ muốn chiến, ta có thể giết bọn họ, thế nhưng nếu như bọn họ muốn chạy trốn, ta không làm gì được bọn họ, bởi vì ta không cách nào rời đi nơi này, mà bọn họ muốn rời khỏi hung vực, đối với bọn họ mà nói, là chuyện dễ dàng. Bởi vì bọn họ có pháp bảo không gian mạnh mẽ, có thể dễ dàng qua lại không gian nơi này. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Không sao, cùng lắm đến lúc đó ta cũng học Tiêu Giao Tử và kiếm vô cực, trực tiếp đánh lên. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Rất tự tin, bất quá ngươi có tư bản tự tin. Dương Diệp cười nói. Kỳ thực, nếu như có thể, ta không muốn ra danh tiếng. Bất quá người sống một đời, rất nhiều chuyện, thường thường đều là thân bất do kỷ. Nói xong, hắn nhìn mọi người một chút, sau đó ôm quyền. Chư vị, ta thay nhị tỷ cảm tạ chư vị, các ngươi yên tâm, vừa nãy ta đáp ứng, tuyệt đối nói được làm được. Sở dĩ hai luân hồi cảnh rút đi, không phải bởi vì Dương Diệp hắn, mà bởi vì những người trước mắt này, có thể nói, nếu như không có những người trước mắt này, vừa nãy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn sẽ không mang tất cả mọi người đi ra ngoài, thế nhưng những người trước mắt này, khẳng định là muốn mang ra, làm người, không thể vong ân phụ nghĩa. Lão giả lưng còng cười cợt, đang muốn nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Nàng tỉnh rồi. Quả nhiên, lão giả lưng còng nói xong, huyết nữ đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình từ trong cơ thể nàng như sóng gợn chấn động ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đám người Dương Diệp bị chấn lui hơn 100 trượng, lão giả lưng còng kia cũng bị đẩy lui hơn 10 trượng. Luân hồi cảnh. Vẻ mặt mọi người cực kỳ nghiêm túc, huyết nữ không phải là cường giả luân hồi cảnh bình thường, nàng ở âm dương cảnh đã khủng bố như vậy, hiện tại đạt đến luân hồi cảnh, thực lực kia. Huyết nữ đứng dậy, sau đó quét nhìn mọi người. Đa tạ. Mọi người vội vã gật đầu, biểu thị chỉ là chút lòng thành. Huyết nữ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta cho rằng ngươi sẽ đào tẩu. Dương Diệp. Huyết nữ lại nói. Ánh mắt của các nàng không tệ, nếu ngươi gọi ta nhị tỷ, ta liền không khách sáo với ngươi. Nói xong, nàng nhìn lướt qua mọi người. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hai tay huyết nữ đưa về phía trước, sau đó xé một cái, không gian trước mặt nàng bị xé ra, rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Tiểu Tiểu Thiên, cũng chính là thiên đạo chi nhãn xuất hiện, sau đó một luồng uy thế từ phía chân trời chút xuống, ép về phía mọi người. Nhìn thấy thiên đạo chi nhãn, thần sắc đám người liên bán trang cực kỳ đề phòng. Huyết nữ nhìn thiên đạo chi nhãn, sau một khắc, tay phải tìm tòi về phía trước, trong phút chốc, một luồng huyết mạc bao bọc thiên đạo chi nhãn lại. Mà lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên rung động kịch liệt lên, nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp thay đổi sắc mặt. Bởi vì thiên đạo chi nhãn muốn tự bảo. Huyết nữ nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới thiên đạo chi nhãn lại muốn tự bảo. Tiểu Tiểu Thiên mau dừng tay. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trước ngực Dương Diệp vang lên, sau đó Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi Tiểu Thiên xuất hiện, thiên đạo chi nhãn muốn tự bảo nhất thời ngừng lại. Tiểu Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía huyết nữ. Ngươi có phải muốn chết hay không? Dương Diệp cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ đi khiêu khích huyết nữ. Tiểu Thiên bình thường tính khí rất tốt, mà lần này, nàng hiển nhiên là tức giận rồi. Huyết nữ nhìn Tiểu Thiên, không nói gì. Mà lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt nàng, sau đó nhìn thẳng nàng. Cảm giác mình rất lợi hại. Ta cảm thấy còn có thể. Huyết nữ không cam lòng yếu thế. Tiểu Thiên nhìn huyết nữ một lát, sau đó gật đầu. Nếu ngươi cảm giác mình rất lợi hại, tốt lắm, để ta nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu. Gọi giúp đỡ. Nghe được câu này, mọi người lờ đều sửng sốt, thiên đạo chi nhãn còn có giúp đỡ. Lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người,
không gian chung quanh nóc đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một con mắt từ trong đó chui ra. Thiên đạo chi nhãn. Một thiên đạo chi nhãn hình thể tương đương tiểu tiểu thiên chui ra, nhưng vẫn cơ không xong, trong không gian cuồn cuộn không ngừng chui ra thiên đạo chi nhãn, không tới mười mấy tức, toàn bộ chân trời đã che kín trên trăm thiên đạo chi nhãn. Thời khắc này, toàn bộ bầu trời đã bị thiên đạo chi nhãn che kín. Từng đạo uy thế không ngừng từ trong thiên đạo chi nhãn tản mát ra, trên trăm thiên đạo chi nhãn tản mát ra uy thế, khủng bố biết bao. Thời khắc này, cường giả âm dương cảnh cũng đã không chịu nổi, giữa trường ngoại trừ huyết nữ, người còn lại thân thể đã dần dần cong xuống, bao quát lão giả lưng còng, bất quá hắn khá hơn đám người liên bán trang một chút, không có chật vật như vậy. Ngay cả Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lợi dụng nắp quan tài che ở trên đỉnh đầu. Bởi vậy hắn cũng khá hơn đám người liên bán trang một chút. Thời khắc này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Trên trăm thiên đạo chi nhãn. Nếu như những thiên đạo chi nhãn này toàn bộ ra tay, đừng nói hủy diệt hung vực, coi như hủy diệt toàn bộ hạ vị diện cũng không phải không thể. Những thiên đạo chi nhãn này nhỏ yếu hơn thiên đạo chi nhãn của đại thế giới, thế nhưng nhất định mạnh hơn thiên đạo chi nhãn của trung thế giới rất nhiều. Đừng nói một luân hồi cảnh. Mười luân hồi cảnh cũng không nhất định có thể kháng trụ. Giữa trường, khi nhìn thấy trên trăm thiên đạo chi nhãn, hai mắt huyết nữ híp lại, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Tiểu thiên nhìn lướt qua đám người liên bán trang. Nghịch thiên, nhân loại các ngươi, thường thường nói muốn nghịch thiên, nhưng các ngươi căn bản không biết mình nhỏ bé cỡ nào. Thiên thật muốn diệt các ngươi chơi được sao? Các ngươi không chơi nổi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ. 100 đủ không? Nếu ngươi cảm thấy không đủ ngươi đánh, tiểu tiểu thiên còn có thể gọi 100 đến. Vùng vũ trụ này, mấy ngàn trung thế giới, còn có thật nhiều ẩn giới, thiên đạo chi nhãn của những thế giới này, nó cũng có thể kêu đến đánh với ngươi. Huyết nữ quay đầu nhìn về phía tiểu thiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiểu thiên, đối với thân phận cùng lai lịch của tiểu thiên, giờ khắc này tất cả mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ. Trước đó, Tiểu Tiểu Thiên không có gọi giúp đỡ, thế nhưng sau khi nàng xuất hiện, liền để Tiểu Tiểu Thiên gọi giúp đỡ. Này mặc dù là vì Tiểu Tiểu Thiên, thế nhưng ai cũng biết, trong này một bộ phận nguyên nhân rất lớn, khẳng định là bởi vì Tiểu Thiên. Dương Diệp không có để Tiểu Thiên cùng huyết nữ đối chọi gay gắt, hắn đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nói. Chúng ta không muốn giết Tiểu Tiểu Thiên, chỉ là muốn đi ra ngoài, vì lẽ đó vừa nãy nhị tỷ mới áp chế nó. Thế nhưng không nghĩ tới nó cương liệt như thế, sau khi bị áp chế, lại tuyển chọn tự bảo. Nhiệm vụ của nó là trông coi những người này, các người mạnh mẽ thả những người này đi ra, nó khẳng định sẽ tự bảo. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp nói. Vậy ngươi có thể để nó đừng tự bảo, sau đó lại thả chúng ta đi ra ngoài không? Nếu như là người khác, khẳng định không được, thế nhưng đây là Tiểu Thiên, nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, vậy khẳng định là có hy vọng. Bởi vì Tiểu Thiên cùng Tiểu Tiểu Thiên quan hệ rất tốt. Tiểu Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không cho bọn họ mặt mũi, thế nhưng nó rất có thể sẽ cho Tiểu Thiên mặt mũi. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đám người liên bán trang, sau đó nói. Người biết vì sao bọn họ lại bị giam ở đây không? Dương Diệp gật đầu. Bọn họ là người xâm lược. Tiểu Thiên lắc đầu. Bọn họ đã từng vì tư dục bản thân, giết rất nhiều người ở vũ trụ chúng ta, còn có thật nhiều thiên đạo chi nhãn. Bọn họ, vốn đã nên chết. Lúc này lão giả lưng còng đột nhiên nói. Các hạ, chúng ta biết, trước kia là lỗi của chúng ta, thế nhưng chúng ta đã trả giá, chúng ta có thể lấy thần hồn thề, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ rời vùng vũ trụ này, chắc chắn sẽ không bước vào vùng vũ trụ này nửa bước. Kính xin các hạ cho chúng ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Giờ khắc này, hắn biết rõ, muốn đi ra ngoài, cơ hội duy nhất không phải huyết nữ, mà là Tiểu Thiên. Dương Diệp cũng nói, Tiểu Thiên, bọn họ đã bị giam cực kỳ lâu, nếu như có thể, thả bọn họ đi ra ngoài đi. Chính ngươi cũng đã nói, mặc kệ là yêu thú hay người, đều nên tự do. Mà hiện tại bọn họ cực kỳ không tự do, không phải sao? Tiểu Thiên trầm mặc. Dương Diệp lại nói, nếu như thiên đạo chi chủ muốn giết bọn hắn, khẳng định lúc trước đã giết bọn họ, mà không phải nhốt bọn họ lại. Ta nghĩ... Đối phương khẳng định cũng nghĩ cho bọn họ một cơ hội làm lại cuộc đời, người cảm thấy đúng không? Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này, xác thực không nên tồn tại. Nghe Tiểu Thiên nói,
Đám người Liên Bán Trang nhất thời vui vẻ, có câu nói này của Tiểu Thiên, bọn họ muốn đi ra ngoài, cơ bản là không có vấn đề quá lớn. Lúc này Tiểu Thiên lại nói, thế nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Dương Diệp vội vàng hỏi. Tiểu Thiên nhìn lướt qua đám người Liên Bán Trang một chút, sau đó nói. Rất nhiều người đã biết được mình sai, những người này thả ra ngoài cũng không sao, thế nhưng có thật nhiều người, khả năng không chỉ không cảm thấy mình sai, còn có thể lòng sinh oán hận, những người này khẳng định là không thể thả ra ngoài. Cái này tự nhiên, Dương Diệp nói. Chỉ là phải làm sao mới có cơ thể biết bọn họ có hối cải hay không? Ta biết. Tiểu Thiên nói. Không có ai có thể gạt ta. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn đám người Kiên Bán Trang, sau đó nói. Trong lòng các ngươi không có oán khí, này chứng minh các ngươi rất rõ ràng mình chịu tội đều là mình phải chịu, này chứng minh, các ngươi đã hối hận, vì lẽ đó, các ngươi có thể đi ra ngoài. Nghe được Tiểu Thiên nói, đám người Liên Bán Trang nhất thời mừng như điên. Mà đúng lúc này, Ngô lão ma đột nhiên nói. Các hạ, người có thể làm chủ sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt đám người Liên Bán Trang dần dần biến mất, bọn họ nhìn về phía Tiểu Thiên. Bọn họ đều biết, thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên khẳng định không bình thường. Bởi vì nàng cùng Thiên Đạo Chi Nhãn quan hệ rất tốt, thế nhưng đó chỉ là quan hệ tốt, muốn thả bọn họ đi ra ngoài, khẳng định là một việc lớn, nói không chắc ngay cả Thiên Đạo Chi Nhãn cũng không có quyền. Tiểu Thiên có quyền lợi này sao? Ta cũng không biết có thể làm chủ hay không. Tiểu Thiên nói. Mọi người. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Bất quá ta có thể thử xem. Tiểu Thiên vẫn rất dễ nói chuyện. Đám người Dương Diệp mặt đen lại, rất dễ nói chuyện. Thiên Đạo Chi Nhãn rất dễ nói chuyện. Xin nhờ, đối phương căn bản là sẽ không cùng bọn họ nói chuyện. Bất quá đối với Tiểu Thiên mà nói, những Thiên Đạo Chi Nhãn này xác thực rất dễ nói chuyện. Thân hình Tiểu Thiên hơi động, xuất hiện ở trước Tiểu Thiên, nàng vung tay lên, nhìn những Thiên Đạo Chi Nhãn ở xung quanh vẫy tay, những Thiên Đạo Chi Nhãn kia thật giống như nhận thức Tiểu Thiên, trên dưới chập trùng, xem như là chào hỏi, hơn nữa một ít Thiên Đạo Chi Nhãn biểu hiện còn rất nhảy nhót, thật giống như cao hứng. Tiểu Thiên hì hì nở nụ cười, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Thiên, có chút trách cứ nói. Người tên ngu ngốc này, người đánh không lại người khác, chẳng lẽ không biết gọi giúp đỡ sao? Nhất định phải tự bảo, thật là đần chết rồi. Tiểu Thiên nhẹ nhàng run rẩy, từng cơn gợn sóng từ trong đó truyền ra, hiển nhiên là biểu đạt cái gì. Tiểu Thiên thấp giọng thở dài, sau đó nàng liếc mắt nhìn những Thiên Đạo Chi Nhãn ở xung quanh. Các ngươi nghe đây, sau này nếu như các ngươi đánh không lại nhân loại, hoặc chủng tộc gì khác, các ngươi có thể gọi giúp đỡ, hiểu chưa? Mà các ngươi cũng phải trợ giúp lẫn nhau. Đừng cho những người kia động một chút là muốn nghịch thiên gì đó, biết không? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, những Thiên Đạo Chi Nhãn kia dĩ nhiên gật đầu. Không thể không nói, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì hắn là thường thường cùng Thiên Đạo Chi Nhãn phát sinh xung đột. Nếu như sau đó cùng Thiên Đạo Chi Nhãn phát sinh xung đột, những gia hỏa này gọi giúp đỡ. Phía chân trời, không biết Tiểu Thiên cùng những Thiên Đạo Chi Nhãn kia nói cái gì. Những Thiên Đạo Chi Nhãn khác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Tiểu Thiên. Ngươi làm sao biết nàng? Bên cạnh Dương Diệp, Huyết Nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp tự nhiên biết Huyết Nữ hỏi là ai, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên cùng Tiểu Thiên giao lưu, sau đó nói. Cũng là ở hung vực này, lúc đó nàng nằm trong quan tài băng. Hắn nói ra quá trình nhận thức Tiểu Thiên. Huyết Nữ trầm mặc. Dương Diệp nói. Biết lai lịch của nàng không? Huyết Nữ khẽ lắc đầu. Chưa từng nghe qua người này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên đến tột cùng là ai? Ngay cả Huyết Nữ cũng chưa từng nghe qua. Đối với thân phận của Tiểu Thiên, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu Thiên thật sự quá thần bí rồi. Phía chân trời, Tiểu Thiên đang cùng Tiểu Thiên giao lưu gần như một phút, nàng xoay người bay tới trước đám người Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp vội vàng hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Nó đồng ý. Nghe vậy, đám người Liên Bán Trang nhất thời mừng như điên, bị giam lâu như vậy, rốt cục có thể đi ra ngoài, bọn họ làm sao không vui vẻ. Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn đã đáp ứng những người này, nếu như Tiểu Thiên không đáp ứng, chuyện đó liền phiền phức. Hắn cũng không muốn làm một người nói không giữ lời, thế nhưng hắn cũng không muốn đối đầu Thiên Đạo Chi Nhãn,
hơn nữa coi như đánh, cũng đánh không lại, hơn 100 thiên đạo chi nhãn a. Cũng may, hiện tại không thành vấn đề rồi. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đám người liên bán trang, sau đó nói. Bọn họ không thể ở vùng vũ trụ này, bọn họ là người xâm lược, không bị thiên đạo chi nhãn của thế giới này hoan nghênh. Nếu như sau khi bọn họ rời khỏi đây, lại không rời vũ trụ này, bọn họ rất có thể sẽ gặp thiên đạo chi nhãn truy sát. Vì lẽ đó, sau khi rời khỏi đây, bọn họ nhất định phải lập tức rời vũ trụ này. Đương nhiên không có vấn đề. Lúc này lão giả lưng còng kia vội vàng nói. Tiểu Thiên cô nương yên tâm, sau khi chúng ta rời nơi này, sẽ lập tức rời xa vùng vũ trụ này. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Vậy các ngươi đi đi. Đa tạ. Lão giả lưng còng cùng đám người liên bán trang đều nhìn Tiểu Thiên hơi thi lễ, cái thi lễ này, xuất phát từ nội tâm. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Các ngươi bị giam lâu như vậy, cũng thật đáng thương. Chỉ là sau này ít tạo sát nghiệt, giết người nhiều, là sẽ có nhân quả báo ứng. Rất nhiều lúc, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Chúng ta ghi nhớ. Lão giả lưng còng nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên gật đầu. Đi, Tiểu Thiên sẽ đưa bọn ngươi rời vùng vũ trụ này. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một vệt sáng đi vào trước ngực Dương Diệp. Sau khi Tiểu Thiên rời đi, đám người lão giả lưng còng nhìn về phía Dương Diệp cùng huyết nữ. Mọi người thi lễ một cái, lão giả lưng còng nói. Lần này đa tạ hai vị, nhân tình này, chúng ta vĩnh viễn không quên. Dương Diệp cười nói. Khách khí, nếu như không phải các ngươi, chúng ta đã sớm chết rồi. Lão giả lưng còng khẽ mỉm cười, sau đó nói. Tiểu Hữu, ngày sau có thời gian, mong đến Tinh Vân Hệ, ta. Tinh Vân Hệ. Dương Diệp không rõ nhìn lão giả lưng còng. Tên vũ trụ của bọn họ. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Lớn hơn thế giới chính là tinh vực, mà lớn hơn tinh vực chính là vũ trụ, vốn vũ trụ tự thành một thể, vô biên vô hạn, tất cả đều gọi chung là vũ trụ, thế nhưng cuối cùng ở trong đại vũ trụ này, xuất hiện đủ loại thế lực, sau đó bọn họ chia đại vũ trụ thành vô số tiểu vũ trụ. Đơn giản mà nói, giống như một đại lục bị phân chia thành vô số tiểu quốc gia. Mà vùng vũ trụ của chúng ta, tên là Thiên Tuyền Hệ. Như vậy vũ trụ này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ lắc đầu. Không ai biết đại vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu, cho dù là viễn cổ đại năng cũng không biết, bởi vì quá to lớn, là vô biên vô hạn thật sự. Lão giả lưng còng gật đầu. Đại vũ trụ, thật sự quá to lớn. Bất quá tiểu vũ trụ lại không có lớn như vậy. Tinh Vân Hệ chúng ta cách Thiên Tuyền Hệ các ngươi rất gần, ngày sau Tiểu Hữu có thể tới đây chơi. Dương Diệp cười nói. Nhất định. Lão giả lưng còng cười vui vẻ. Tiểu Hữu, cáo từ. Nói xong, thân hình lão giả lưng còng phóng lên trời, sau đó tới trước Tiểu Thiên, người sau khẽ run lên, rất nhanh ở bên cạnh xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn vòng ánh sáng kia, lão giả lưng còng hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe hưng phấn cùng kích động. Không do dự, thân hình hắn hơi động, trực tiếp đi vào vòng sáng. Lúc này Ngô lão ma quay về Dương Diệp ôm quyền. Chuyện trước kia có chỗ đắc tội, sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình hơi động, đi vào vòng sáng. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn lại Liên Bán Trang cùng Dung Nham cự nhân. Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Lúc trước ngươi và Ngô lão ma giao thủ, ta cũng không phải có ý định không ra tay, lúc đó thương thế của ta vẫn chưa lành. Lúc đó sở dĩ nói như vậy, chỉ là tùy hứng mà thôi. Nói xong, thân hình nàng hơi động, trực tiếp đi vào vòng sáng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, tùy hứng, nữ nhân này. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía Dung Nham cự nhân. Ngươi không đi ra ngoài sao? Dung Nham cự nhân lắc đầu, sau đó tay hắn đưa ra ngoài, ở trong lòng bàn tay hắn, một đám lửa xông ra. Sau đó một cô bé từ trong ngọn lửa xuất hiện, hắn đưa nữ hài tới trước mặt Dương Diệp, khi nữ hài nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó bay đến trước người Dương Diệp. Dương Diệp sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn về phía Dung Nham cự nhân. Ngươi đây là... nàng theo ngươi. Dung Nham cự nhân mở miệng, mặc dù nói tiếng người, thế nhưng có chút chúc chắc. Theo ta.
Dương Diệp hơi run run hỏi. Tại sao? Theo ngươi, có lợi với nàng. Dung Nham cự nhân nói. Dương Diệp rõ ràng. Cô bé này bị lục đinh thần hỏa cải tạo qua, Dung Nham cự nhân khẳng định là phát hiện cô bé này biến hóa, vì lẽ đó đối phương mới để nữ hài theo hắn. Trầm mặc nháy mắt, Dương Diệp nhìn về phía nữ hài nói. Ngươi đồng ý theo ta không? Nữ hài cắn ngón tay của mình, nàng nhìn Dương Diệp một chút, lại nhìn Dung Nham cự nhân một chút, có chút do dự. Lúc này Dương Diệp cười nói. Sau này nếu như ngươi nhớ nó, chúng ta có thể bất cứ lúc nào trở về thăm hắn, như vậy được không? Ánh mắt nữ hài sáng lên, sau đó gật đầu. Thấy thế, khóe miệng Dương Diệp hiện lên nụ cười, cô bé này là thiên địa linh vương, nàng còn cao hơn những hỏa diễm kia của Mạt Tiểu Lãnh một bậc. Thêm vào hiện tại nàng bị lục đinh thân hỏa cải tạo, nàng khẳng định mạnh hơn thiên địa linh vương bình thường, đối phương theo hắn, đối với hắn mà nói, cũng coi như một chuyện tốt. Nữ hải bay đến trước Dung Nham cự nhân, sau đó cùng Dung Nham cự nhân dính hồi lâu, cuối cùng Dung Nham cự nhân xoay người rời đi, nhìn thấy Dung Nham cự nhân rời đi, trong mắt nữ hải nhất thời tuôn ra hai hàng nước mắt, không đúng, là hai hàng Dung Nham, Dương Diệp ôm nàng vào trong ngực, an ủi. Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến thăm hắn. Nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ đầu nhỏ, lại chỉ trước ngực Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Dương Diệp cười cười, vung tay phải lên, đưa nữ hài vào hồng mông tháp tầng thứ hai, nữ hài tiến vào tầng thứ hai, liền trực tiếp chạy đi tìm. Lục đinh thần hỏa. Ngoài thực tế, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Huyết nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói. Đi tìm đám người tiểu thập, sau đó đi tìm đại tỷ. Đại tỷ, Dương Diệp nói, ngay cả ngươi cũng không biết tung tích của nàng sao. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Lúc trước nàng bị thương quá nặng, bản thể đã không cách nào khôi phục, vì lẽ đó, nàng lựa chọn chuyển thế sống lại, bởi vì sợ thần toán tử suy đoán đến tung tích của nàng, vì lẽ đó nàng phong ấn trí nhớ cùng tất cả của mình, trừ khi là bản thân nàng giải phong ký ức, nếu không ai cũng không tìm được nàng. Bất quá hiện tại trí nhớ của nàng đang chậm chậm khôi phục. Vì lẽ đó, ta nhất định phải ở trước khi thần toán tử tính tới tìm được nàng, nếu không nàng sẽ rất nguy hiểm. Thần toán tử. Dương Diệp trầm giọng nói. Người kia là ai? Một người tự xưng có thể thôi chắc tương lai. Huyết nữ trầm giọng nói. Lần này, người trợ giúp ta, khẳng định đã tiến vào mục tiêu của đối phương, ngày sau ngươi nhất định phải cẩn thận, người này giỏi về tâm kế. Lúc trước chúng ta bị bức trốn ra đại thế giới, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì người này. Vì lẽ đó, người nhất định phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu, người có thể làm cho U Minh Điện chịu thiệt, hắn đương nhiên sẽ không xem thường, nhưng nghĩ tới điều gì, Dương Diệp nói. Có thể giúp ta một việc không? Nói. Huyết nữ nói. Đi theo ta. Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp cùng huyết nữ biến mất ở tại chỗ. Một phút sau, Dương Diệp đi tới một hồ nước, đầm nước này, không phải Hoàng Tuyền Hà, mà là hồ nước của lão giả bị giam. Trầm mặc nháy mắt, thân hình Dương Diệp hơi động, đi vào đáy nước. Khi thấy Dương Diệp, lão giả hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ đến, rất nhanh, trong mắt hắn lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đạt đến bán thần. Dương Diệp gật đầu. Vừa đột phá không lâu. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hẳn là thu được kỳ ngộ gì? Dương Diệp cười nói. Xác thực gặp phải một chút kỳ ngộ, lần này đến, là vì cứu tiền bối. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể sao? Lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu. Hẳn có thể, bất quá ta có một vấn đề, là tiền bối đến tột cùng bị người nào nhốt ở chỗ này. Đây là địa phương hắn vẫn tò mò, bởi vì người nhốt lão giả này, tuyệt đối không phải thiên đạo chi chủ, nhốt lại lão giả này. Hoàn toàn là một người khác. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Một người bí ẩn, ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết, lúc trước cùng ta đồng thời bị nhốt, còn có một con rắn. Rắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão giả, không cần phải nói, đối phương nói chính là đế mãng. Tại sao đế mãng bị nhốt? Bởi vì tính cách của đế mãng hung lệ, sằng bậy. Hiển nhiên, lão giả này khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không lúc trước vị cường giả kia sẽ không nhốt đối phương. Trầm mặc nháy mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả, sau đó nói. Lúc trước ta đáp ứng, có năng lực liền đến cứu ngươi, hiện tại ta đến thực hiện lời hứa.
Nói xong, cổ tay hắn hơi động, kiếm tổ xuất hiện ở trên tay. Kiếm vượt qua giai cấp. Lão giả nhìn thấy kiếm tổ, hai mắt nhất thời híp lại. Dương Diệp gật đầu, sau đó giơ kiếm bổ xuống. Đùng. Theo một tiếng lanh lảnh vang lên, những xích sắt nhốt lại lão giả đứt gãy. Ầm. Lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể lão giả dâng lên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, lão giả này dĩ nhiên là cường giả âm dương cảnh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương đã từng là cường giả luân hồi cảnh, sau đó bị áp chế thành cường giả âm dương cảnh, phải biết nơi này không phải là cấm địa hung vực. Hô! Lão giả hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người có kiếm này, lúc trước có thể chặt đứt xích sắt, thế nhưng lúc đó vì sao không ra tay? Dương Diệp nhìn đối phương một chút. Bất kể như thế nào, hiện tại tiền bối đã thoát thân, ta cũng hoàn thành lời hứa của mình, cáo từ. Nhưng đúng lúc này, lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm này của ngươi, ta muốn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Nghe không hiểu sao? Lão giả lạnh lùng nói. Ta nói kiếm này, ta muốn. Nếu như ta không cho thì sao? Dương Diệp nói. Vậy ngươi đi chết đi. Lão giả nói xong, một chưởng vỗ về phía Dương Diệp. Mà lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước người Dương Diệp. Sau khi huyết nữ xuất hiện, lão giả kia nhất thời biến sắc, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, huyết nữ đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, giữa trường trực tiếp biến thành một biển máu. A, ngươi là ai, ngươi? Trong biển máu, truyền đến thanh âm kinh hãi của lão giả, rất nhanh, thanh âm kinh hãi đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Qua mấy tức, giữa trường triệt để yên tĩnh lại, thoáng qua, biển máu biến mất, huyết nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão giả kia cũng chưa chết, thế nhưng gần như rồi. Lúc này lão giả nằm ở dưới chân huyết nữ, cả người thoi thóp, nhìn về phía huyết nữ, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhìn hình dạng của lão giả, Dương Diệp lắc đầu, lão giả này đã từng là cường giả luân hồi cảnh, thực lực khẳng định cực kỳ mạnh, thế nhưng mạnh hơn huyết nữ sao? Hơn nữa lão giả đã từng là luân hồi cảnh, hiện tại chỉ là âm dương cảnh, thêm vào hắn bị nhốt nhiều năm như vậy, thân thể đã sớm không phải trạng thái đỉnh cao, bởi vậy hắn làm sao có khả năng là đối thủ của huyết nữ. Không, phải nói hắn đối mặt huyết nữ, lực chống đỡ cũng không có. Phải biết lúc này huyết nữ là luân hồi cảnh. Sở dĩ không bị áp chế cảnh giới, là bởi vì huyết nữ còn không hề rời hung vực, nếu như bây giờ nàng đi ra bên ngoài, sau đó đi vào, sẽ biến thành âm dương cảnh. Ngươi để ta lưu hắn một mạng làm cái gì? Lúc này huyết nữ nói. Muốn thu một siêu cấp tay chân. Dương Diệp nói. Huyết nữ liếc mắt nhìn hắn, sau đó vung tay phải lên, lão giả nằm trên đất đột nhiên phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó lão giả trực tiếp vỡ ra, vô số máu tươi đi vào trong cơ thể huyết nữ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Tại sao? Huyết nữ lắc đầu. Loại cường giả này, ngươi không khống chế được, hắn theo ngươi, cho dù thần hồn rơi vào tay ngươi, hắn cũng có biện pháp giết chết ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng so sánh với loại cường giả này, chênh lệch còn cực kỳ lớn. Cường giả luân hồi cảnh, bọn họ nắm giữ năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dương Diệp cười khổ. Ta còn tưởng rằng có thể kiếm một siêu cấp tay chân. Ngươi biết hắn sẽ ra tay với ngươi. Huyết nữ nói. Vì lẽ đó mang theo ta đến. Dương Diệp lắc đầu. Ta không thần toán như vậy, chỉ là nên có tâm phòng bị người, mang theo người đến, là vì phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới hắn thật sự ra tay với ta. Huyết nữ nói. Mặc dù ngươi là bán thần, thế nhưng hắn là luân hồi cảnh, ở trong mắt hắn, ngươi là tồn tại thuộc về run rế, nhưng trên người ngươi có đổ vật hắn động lòng, hắn tự nhiên sẽ ra tay với ngươi. Nhìn ra được, người như thế, lòng dạ độc ác. Là không có nguyên tắc gì. Vì lẽ đó vẫn trừ cho tốt, nếu không theo ngươi, sớm muộn gì cũng là mối họa. Dương Diệp gật đầu, huyết nữ nói cực kỳ có đạo lý, lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực còn không cách nào trưởng khống cường giả luân hồi cảnh. Dù sao người ta cao hơn hắn mấy cảnh giới. Ta phải đi rồi. Lúc này huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Đi tìm đám người minh nữ. Huyết nữ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Dương Diệp nói. Ta phải về Thiên Vân Tinh Vực, sau đó lên Đại Thế Giới. Đại Thế Giới?
Hai mắt huyết nữ híp lại, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Ngươi nhiều lần giúp chúng ta, đặc biệt lần này, bởi vì ngươi, kế hoạch của bọn họ phá diệt, còn tổn thất hai cường giả luân hồi cảnh. Ngươi bây giờ, khẳng định đã bị đại thế giới nhìn chằm chằm, ngươi đi đại thế giới, rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng phải đi. Dương Diệp nói. Hiện tại Tử Nhi cùng Tiểu Bạch không biết thế nào, không nhìn thấy các nàng, hắn trước sau không cách nào yên tâm. Huyết nữ gật đầu. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, lại có đại khí vận cùng đại cơ duyên, ta tin tưởng ngươi sẽ không chết non. Sau này ta phải làm sao tìm được các ngươi? Dương Diệp nói. Sở dĩ hỏi như vậy, là có chút kế vặt. Hắn suy nghĩ, sau này nếu như gặp phải người đánh không lại, hắn có thể lập tức gọi các nàng đến giúp đỡ, lấy giao tình của hắn và U Minh Điện, chuyện như vậy, khẳng định là chuyện nhỏ. Huyết nữ làm sao không rõ ràng tâm tư của Dương Diệp, nàng lắc đầu cười nói. Nên xuất hiện, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Biết hành tung của chúng ta, đối với ngươi không có chỗ xấu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là, thần toán tử nhất định sẽ thả chú ý ở trên người ngươi. Ngươi bây giờ, còn không chịu đựng nổi đối phương tính toán, chỉ cần ngươi không lên đại thế giới, nàng sẽ không đến tìm ngươi phiền phức, hiện tại tinh lực của nàng, đều ở trên người tỉ muội chúng ta. Dương Diệp sờ sờ mũi nói. Được rồi, sau này chúng ta còn gặp lại. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Dương Diệp nói. Bảo trọng. Nói xong, thân hình huyết nữ run lên, hóa thành một đám mưa máu biến mất. Huyết nữ đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó rời đi mật thất. Một phút sau, Dương Diệp đi tới linh thôn. Vừa tới cửa linh thôn, một cánh tay khoát lên trên bả vai của hắn. Không cần phải nói, đây nhất định chính là Mạc Linh. Dương Diệp cười nói. Đã lâu không gặp, Mạc Linh cô nương. Mạc Linh không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Dương Diệp, hiển nhiên là chào hỏi. Dương Diệp cười, sau đó tiến vào linh thôn. Trong phòng, Dương Diệp nhìn thấy linh tộc tộc trưởng Mạc Kha. Dương Diệp nói. Ma Kha tộc trưởng, lần này đến, là nói cho các ngươi, hiện tại nơi này đã không còn hạn chế, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua thiên đạo chi nhãn rời đi. Nói xong, hắn nói sơ lược sự tình lúc trước. Qua hồi lâu, Mạc Kha phức tạp liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi lại tiến vào cấm địa hung vực, càng không nghĩ tới, ngươi ở bên trong gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp cười nói. Lúc trước hắn là thật sự không nghĩ tới qua Hoàng Tuyền Hà, thế nhưng ma xui quỷ khiến, hắn chạy vào, bất quá cũng may. Mặc dù mấy lần suýt chút nữa chết, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn sống sót đi ra, hơn nữa thực lực còn tăng lên trên diện rộng. Mạc Kha cười cười nói. Chuyện này đối với tiểu hữu mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Mạc Kha tộc trưởng, khi đó người để ta về linh tộc một chuyến, nghĩ đến là có chuyện gì, không biết là chuyện gì, ta có chút hiếu kỳ. Mạc Kha hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ta nguyên bản ý tứ, là muốn Mạc Linh theo ngươi, sau đó thỉnh cầu ngươi dẫn nàng ra ngoài, bởi vì nàng ở chỗ này sinh ra, sẽ không bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, nếu như có người đồng ý dẫn nàng ra ngoài, nàng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp cười nói, hiện tại đã không cần, các ngươi có thể trở về thế giới của các ngươi. Mạc Kha gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi đã từng giúp đỡ linh tộc ta. Nói xong, cổ tay hắn hơi động, một hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong có 10 viên linh châu, 10 viên linh châu này, mỗi viên linh châu nội hàm năng lượng, có thể một lần khôi phục đầy huyền khí, cho dù ngươi đạt đến thần giả, cũng không có vấn đề. Vật này, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Đương nhiên là có trợ giúp. Dương Diệp cũng không khách khí, cất hộp ngọc đi, sau đó nói. Mạc Kha tộc trưởng, không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Sau này chúng ta còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Mạc Kha gật đầu nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khi Dương Diệp sắp rời thôn, một cánh tay khoát lên bả vai của hắn. Dương Diệp dừng bước lại nói. Mạc Linh cô nương có việc gì sao? Mạc Linh bắt đầu viết chữ. Cảm tạ. Mạc Linh ở sau lưng hắn viết hai chữ như thế. Dương Diệp cười cười nói. Không cần quá khách khí. Dù sao ta cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt.
Mạc Linh lại bắt đầu viết chữ. Lần này, sắc mặt Dương Diệp có chút quái lạ, bởi vì Mạc Linh viết là, ngươi là một người tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính là một người tốt, nhưng Mạc Linh lại nói hắn là người tốt, kỳ thực cũng không sai, rất nhiều người định nghĩa với một người, thường thường xem không phải toàn diện, mà nhìn đối phương đối với hắn như thế nào. Nếu như đối phương đối xử tốt với hắn, như vậy ở trong mắt người này, tự nhiên chính là người tốt, tương tự, nếu như đối phương đối với hắn không được, như vậy ở trong mắt hắn, người ta chính là người xấu. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp cười nói. Mạc Linh cô nương, sau này chúng ta còn gặp lại, hy vọng có thời gian gặp lại. Mạc Linh lại viết. Nhất định. Đây là Mạc Linh nói. Ta rất chờ mong, ha ha. Dương Diệp cười cười, sau đó không dừng lại, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Mạc Kha xuất hiện. Kỳ tài ngút trời. Mạc Kha nói. Nhà đầu, thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn, tuy hiện tại ngươi không còn thân thể, thế nhưng không liên quan, chỉ cần chúng ta trở lại, linh tộc chúng ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngươi tái tạo thân thể. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người rời đi. Bởi vì tiểu thiên, lúc này toàn bộ hung vực đều đại di chuyển, vô số người cùng yêu thú được sự giúp đỡ của tiểu thiên, bắt đầu rời hung vực, bất quá cũng không phải tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể rời đi, có một ít yêu thú cùng người không thể rời đi, những người cùng yêu thú này, tự nhiên chính là loại không hối cải mà tiểu thiên chỉ. Bất quá những sự tình này đã không phải Dương Diệp nên bận tâm, những chuyện này, là tiểu thiên nên bận tâm. Dương Diệp không có đi lung tung ở trong hung vực, hắn bóp nát truyền tống quyển trục, sau đó trở lại hung thành. Dương Diệp mới xuất hiện ở trên truyền tống đài, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nhân ảnh này không phải người khác, chính là Liên Tố Yêu. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Ngươi gây đại sự rồi. Dương Diệp hơi run run, tùy tiện nói. Đại sự gì? Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Không biết nguyên nhân gì, đại thế giới hạ xuống rất nhiều thiên tài, toàn bộ bọn họ đều đang tìm ngươi, đồng thời nói muốn lấy đầu của ngươi, ngươi biết không? Hiện tại rất nhiều thế lực đều đang giúp bọn hắn tìm kiếm ngươi. Toàn bộ hạ vị diện, thế lực có tiếng đều đang tìm ngươi. Thiên tài đại thế giới, tìm ta, lấy đầu ta. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Tu vi như thế nào? Thần giả cảnh. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Thần giả cảnh. Dương Diệp tùy tiện nói. Thần giả cảnh đến giết ta, ta rất sợ a. Liên Tố Yêu. Thần giả cảnh. Không phải hắn kiêu ngạo, nhưng hiện tại thần giả cảnh hắn thật không nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ thực lực của bản thân ra, trong cơ thể hắn còn có vài con yêu thú. Những yêu thú này, đều là thần giả cảnh. Đặc biệt là đế mãng, đây chính là tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong. Mà thực lực bản thân hắn, hiện tại hắn đã đạt tới bán thần, tăng thêm ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành phá giáp quyền, luân hồi nhất kiếm, còn có nắp quan tài, có thể nói, đừng nói thần giả cảnh, coi như cường giả âm dương cảnh đến hắn còn không sợ. Vì cái gì đại thế giới có nhiều người tới tìm người như vậy? Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười lạnh, đại thế giới cùng hắn có cửu oán, ngoại trừ Ma Tiểu Lãnh, căn bản không có người khác, đương nhiên còn có đế tông cùng với chiến các. Bất quá theo như Liên Tố Yêu nói, những người đại thế giới kia xuống là hơn 10 ngày trước, mà khi đó, hắn còn không có đối địch hai vị cường giả luân hồi cảnh, bởi vậy không thể nào là đế tông và chiến các phái tới. Không phải đế tông cùng chiến các, vậy thì chỉ còn lại Ma Tiểu Lãnh. Hơn nữa hắn ở hung vực gặp được Thạch Gia Thạch Thiên cũng đã từng nói qua, đối phương ở đại thế giới không ngừng mở các loại điều kiện, để cho người khác hạ giới giết hắn. Hiển nhiên lúc này đây mà Tiểu Lãnh không biết dùng biện pháp gì để cho đại thế giới tin tưởng nàng, cho nên những thiên tài kia của đại thế giới mới có thể chạy xuống tìm hắn gây phiền phức. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Liên Tố Yêu không có hỏi vấn đề này, lập tức nói khẽ. Ngươi ở hung vực chờ đợi rất lâu. Sau khi nàng từ trong hung vực đi ra, bởi vì đã nhận được tin tức thiên tài đại thế giới xuống tìm Dương Diệp, nàng liền không đi, mà chờ Dương Diệp đi ra, nhưng nàng không nghĩ tới lại chờ 2 tháng. Kỳ thật nàng đã sắp buông tha, bởi vì nàng cảm thấy Dương Diệp đã chết ở bên trong rồi. Dương Diệp thật là yêu nghiệt. Hung vực kinh khủng là ai cũng biết, Dương Diệp vào lâu như vậy cũng không đi ra, cũng không có một chút tin tức, ở nàng xem ra,
hơn phân nửa là đã giữ nhiều lành ít. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà sống đi ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Dương Diệp, thực lực nhất định là tăng lên rất nhiều. Nghe Liên Tố Yêu nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ở bên trong gặp một ít khó khăn trắc trở, cũng may hữu kinh vô hiểm, ân, đúng rồi. Về sau hung vực cũng không cần đến nữa. Vì cái gì? Liên Tố Yêu khó hiểu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không đúng, người có thể qua 2-3 ngày sau đi vào, nhớ kỹ, nhất định không thể vượt qua 3 ngày. Sau khi đi vào, một mực đi vào chỗ sâu, có thể gặp được cái gì, liền xem vận mệnh của ngươi. Trong hung vực, rất nhiều yêu thú cùng người đều rút lui, nhưng những người chết lưu lại di vật, hoặc truyền thừa, nhất định là không cách nào ly khai. Mà 3 ngày sau, những yêu thú kia cơ bản đều không sai biệt lắm toàn bộ rút lui, lúc kia đi vào, có thể nói là không có nguy hiểm gì. Đơn giản mà nói, là sửa mái nhà dột. Hắn tự nhiên không có hứng thú, hiện tại đồ đạc bình thường đối với hắn mà nói, không có lực hấp dẫn gì. Trừ khi là gặp được bảo vật giống như quan tài băng, hoặc huyền kỹ so với nhất kiếm luân hồi, bằng không thì, hắn căn bản không cần. Quan trọng nhất là, hắn không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Đến hung vực đã lâu như vậy, đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi khẳng định đã cực kỳ lo lắng, hiện tại hắn muốn đi gặp đám người đế nữ. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu nói. Đa tạ Liên cô nương chờ ta, thay ta báo tin, ta còn có việc, cáo từ trước. Đúng rồi, nhớ kỹ lời ta nói, 3 ngày sau, Liên cô nương có thể tiến vào hung vực, đến lúc đó có bao nhiêu thu hoạch, liền xem vận khí của Liên cô nương. Nói xong, Dương Diệp muốn đi, mà lúc này, Liên Tố Yêu lại ngăn cản hắn, sau đó hỏi. Ngươi bây giờ muốn trở lại Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Liên Tố Yêu trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi tốt nhất trước tránh một chút, ta biết rõ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng những người kia đều là từ đại thế giới xuống, cảnh giới của bọn hắn cao hơn ngươi, hơn nữa đến còn không phải một hai cái, bây giờ ngươi xuất hiện, nhất định sẽ lâm vào khốn cảnh. Ngươi tạm thời tránh, sau đó chờ bọn hắn tìm không thấy ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ trở về. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ngươi là muốn ta làm rùa đen rút đầu. Liên Tố Yêu lắc đầu. Chỉ là tạm lánh mũi nhọn, bây giờ ngươi liều mạng với bọn họ, không đáng, trở về sau ngươi triệt để lớn lên, khi đó những người kia khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ hảo ý của ngươi. Chỉ là ta đã quyết định, cho nên Liên cô nương, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Liên Tố Yêu ngẩn người, sau đó lắc đầu. Gia hỏa này, không biết lui một bước, ai. Sau khi Dương Diệp cáo biệt Liên Tố Yêu, trực tiếp tiến nhập tinh không truyền tống trận, hiện tại hắn là quy tâm giống như tiễn. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tinh không truyền tống trận, không có ý định dừng lại, hắn muốn tiến về tinh không truyền tống trận của Thiên Vân Tinh Vực, nhưng đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy lão giả này, Dương Diệp nao nao, bởi vì lão giả này hắn vừa vặn nhận thức. Đúng là Hoa lão lúc trước hắn đi Thiên Vân Thương Hội tìm Nam Cung Cầm gặp được. Ban đầu ở Thiên Vân Thương Hội, thanh niên kia muốn tháo tứ chi của hắn, đúng là Hoa lão này xuất thủ sửa chữa đối phương. Người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Dương Diệp, Hoa lão lập tức thở dài một hơi. Như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Đại tiểu thư muốn gặp ngươi, chuyện rất khẩn cấp. Hoa lão trầm giọng nói. Đại tiểu thư, tự nhiên là Nam Cung Cầm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nàng. Hoa lão nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, lấy ra một bộ áo đen nói. Mặc vào đi. Dương Diệp ngẩn người. Có ý tử gì? Đại tiểu thư nhắn nhủ, bảo ngươi phải mặc vào. Hoa lão ngưng trọng nói. Dương tiểu hữu, đừng lãng phí thời gian, đại tiểu thư tìm ngươi là có việc gấp, đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa lão, sau đó mặc áo đen vào, áo đen rất lớn, hoàn toàn bao phủ cả người hắn, hơn nữa Dương Diệp phát hiện, cái này có công hiệu trở ngại thần thức. Nam Cung Cầm làm cái quỷ gì? Trong nội tâm Dương Diệp tràn đầy khó hiểu. Rất nhanh, ở dưới Hoa lão dẫn dắt, hai người tới Thiên Vân Thương Hội. Tiến vào đại điện, Dương Diệp liền gặp được Nam Cung Cầm, hắn đang muốn nói chuyện, Nam Cung Cầm lại dẫn đầu nói.
Có người phát hiện ngươi hay không? Có lẽ không có. Lúc này Hoa lão nói. Ta ở tinh không truyền tống đài vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp mang hắn qua. Nghe vậy, thần sắc của Nam Cung Cầm lập tức buông lỏng. Không có là tốt rồi. Lúc này Dương Diệp nói. Đại tiểu thư, ngươi cuối cùng là có chuyện gì à? Lúc này Dương Diệp hoàn toàn không hiểu ra sao. Chuyện gì? Nam Cung Cầm đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì, làm cho đại thế giới nhiều người xuống tìm ngươi như vậy. Ngươi biết có bao nhiêu người hạ giới tìm ngươi không? Trước mắt đã không dưới 100 rồi. Hơn nữa trong đó có rất nhiều là cường giả thần giả cảnh. Ngươi rốt cuộc là làm sự tình người người oán trách gì? Dương Diệp lắc đầu nói. Nguyên lai là vì việc này, sự tình người người oán trách ta ngược lại không có làm, chỉ có điều cùng một người có ân oán, những người này, có lẽ đều là đối phương gọi xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi để cho ta mặc trường bào này vào, là vì sợ người khác chứng kiến ta. Nói nhảm. Nam Cung Cầm nói. Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu thế lực đang tìm ngươi hay không, không chỉ Đông Cực vực chúng ta, tam vực khác cũng đang tìm ngươi, mà ở trong đó còn có một ít thế lực tứ tinh. Dương Diệp nhướng mày. Vì cái gì những thế lực này cũng đúc kết vào? Nịnh bợ. Nam Cung Cầm trầm giọng nói. Xuống là người nào, đều là người đại thế giới. Những người này đến từ thế lực bất đồng của đại thế giới, nếu như có thể nịnh bợ những người kia, đối với bọn họ tự nhiên là có chỗ tốt. Cho nên hiện tại, rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu tìm ngươi. Bất quá bọn hắn không biết ngươi tiến vào hung vực, bằng không thì ngươi vừa từ hung vực đi ra, khẳng định đã bị người bao vây. Thế lực tứ tinh. Dương Diệp nhíu mày. Những thứ này là ăn no rửng mỡ. Hay cảm thấy Dương Diệp ta dễ khi dễ? Không có người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Lúc này Nam Cung Cầm nói. Nhưng người ta cũng không sợ ngươi. Dù sao ngươi chỉ là một hư giả cảnh, dù có ngân hà kiếm đồ, ngươi cũng chỉ là một hư giả cảnh. Huống chi hiện tại đại thế giới xuống nhiều thiên tài như vậy, những người này đều muốn giết ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi nhất định là thập tử vô sinh, đừng nói đến ai khác, ta cũng cảm thấy ngươi xong đời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Hiện tại thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện ngươi, ngươi trước ẩn núp đi, đợi những người kia tìm không thấy ngươi, có lẽ bọn hắn sẽ rời đi. Dương Diệp lắc đầu. Không có việc gì, những người này không đáng để lo. Đến lúc này rồi, ngươi còn cậy mạnh. Nam Cung Cầm có chút bất mãn nói. Đại trượng phu, có được giãn được, tạm lánh mũi nhọn thoáng một phát, cũng không phải cho ngươi đi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có khó khăn như thế sao? Dương Diệp cười cười. Ngươi nói rất đúng, nhưng nên đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt, trốn tránh, không phải biện pháp giải quyết. Hơn nữa ta trốn tránh, áp lực khẳng định đều rơi vào trên người đám người Vị Nhiên, ngươi cảm thấy, ta sẽ để các nàng thay ta gánh những áp lực này sao? Nam Cung Cầm đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo. Đại tiểu thư, ta đã quyết định, cho nên không cần nhiều lời. Nói xong, Dương Diệp muốn quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt Nam Cung Cầm đột nhiên rung động, rất nhanh, sắc mặt Nam Cung Cầm khó coi. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Nam Cung Cầm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Một thiên tài đại thế giới tên Mã Vô Địch mang theo một ít thiên tài đại thế giới bao vây Thiên Vân Đại Lục, nói ngươi không hiện ra, sẽ tàn sát Thiên Vân Đại Lục. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, hắn quay người muốn ly khai. Nhưng lúc này Nam Cung Cầm đột nhiên kéo hắn lại. Ngươi đừng xúc động, ngoại trừ Mã Vô Địch, còn có một thế lực tứ tinh của Bắc Cực Vực, thế lực này phái ra rất nhiều cường giả thần giả cảnh, cho nên ngươi không thể xúc động, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc cái quỷ, hôm nay ta muốn tấn thăng đến sát ý quy nguyên cảnh. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, người đã biến mất ở trong đại điện. Sau khi Dương Diệp biến mất, trong cung điện, Nam Cung Cầm ngẩn người, Dương Diệp này là phát điên rồi phải không? Những người đại thế giới hạ xuống kia, không phải người bình thường à? Hơn nữa, còn có thế lực tứ tinh tham dự trong đó, Dương Diệp lại muốn tăng sát ý lên quy nguyên cảnh. Hắn muốn làm cái gì? Sửng sốt một hồi, tay Nam Cung Cầm chậm rãi nắm chặt, sau đó nhìn về phía Hoa Lão. Triệu tập tất cả thần giả của thương hội đi theo ta. Hoa Lão do dự một chút, sau đó nói.
Đại tiểu thư, Dương Diệp không có phần thắng. Hắn điên, chúng ta không thể bồi hắn đồng thời điên. Phải biết sơ sót một cái, Thiên Vân Thương hội chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi cảm thấy Dương Diệp ngu ngốc sao? Nam Cung Cầm đột nhiên nói. Hoa lão hơi run, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Cầm sẽ hỏi như vậy. Do dự một chút, hắn nói. Nhìn như hữu dũng vô mưu, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hắn. Nói đến đây, hắn như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là nói, sở dĩ hắn dám làm như thế, là có niềm tin. Nam Cung Cầm khẽ gật đầu. Hắn không phải một mãng phu, nếu hắn dám một mình đi đối mặt những thiên tài kia của đại thế giới, khẳng định là có niềm tin. Đương nhiên, cho dù hắn không có phần thắng, chúng ta cũng không thể không giúp. Có thể cùng phú quý, tự nhiên cũng có thể cùng hoạn nạn mới được. Đại tiểu thư ngươi là muốn chúng ta và hắn dính lại với nhau. Hoa lão trầm giọng nói. Thiên Vân Thương hội ta, đã sớm cùng hắn quấn lấy nhau rồi. Nam Cung Cầm thấp giọng nói. Hoa lão lắc đầu cười khổ, Dương Diệp có tiềm lực, cực kỳ có tiềm lực, nếu như hắn bất tử, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Thế nhưng Dương Diệp quá biết gây sự, theo hắn, thật sự là quá nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng biết, lúc này Thiên Vân Thương hội bọn họ đã không có đường lui. Bởi vì Thiên Vân Thương hội cùng Thiên Vân Tinh vực quan hệ, đã không phải bí mật gì. Hiện tại bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn theo Dương Diệp đi tới cùng. Hoa lão thu hồi tâm tư. Sau đó xoay người rời đi, không tới mấy tức, lần nữa xuất hiện ở trong đại điện, mà sau lưng hắn, còn có năm lão giả. Đi! Nam Cung Cầm nói xong, cùng sáu người biến mất ở trong cung điện. Chấm! Lúc này, Dương Diệp ở hạ vị diện hầu như không người không biết, không người không hiểu. Trước đây, hắn chỉ ở Đông Cực vực khá nổi danh, thế nhưng hiện tại, gần như toàn bộ hạ vị diện đều biết hắn. Bởi vì hắn là người thứ nhất làm cho vô số thiên tài của đại thế giới hạ xuống muốn giết, tất cả mọi người đều hiếu kỳ Dương Diệp hắn đến cùng làm chuyện gì, dĩ nhiên trêu đến đại thế giới. Tuy Dương Diệp có ngân hà kiếm đồ, thế nhưng đối với những thế lực tứ tinh kia mà nói, cũng chỉ có uy hiếp mà thôi, dù sao cảnh giới của Dương Diệp quá thấp, bởi vậy rất nhiều thế lực không chút do dự lựa chọn bên đại thế giới, đồng thời tận hết sức lực giúp bọn họ tìm kiếm Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không phải tiến vào hung vực, phỏng chừng sớm đã bị tìm ra rồi. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ tìm Dương Diệp khắp nơi, thế nhưng Dương Diệp không xuất hiện, lại như biến mất khỏi thế gian, điều này làm cho một ít thiên tài đại thế giới bắt đầu đi cực đoan. Cái cực đoan này, chính là ra tay với Thiên Vân Đại Lục. Dùng Thiên Vân Đại Lục đến bức Dương Diệp hiện thân. Thiên Vân Tinh Vực. Vốn bởi vì hung danh của Dương Diệp, Thiên Vân Tinh Vực ở Đông Cực vực hầu như trở thành cấm địa. Bởi vì hết thảy thế lực đã nghiêm cấm người mình đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực. Thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bốn phía Thiên Vân Tinh Vực xuất hiện vô số thế lực. Có Đông Cực Vực, cũng có tinh vực khác. Hiện tại, Thiên Vân Tinh Vực ở trong lòng mọi người, đã là nhất định sẽ xóa tên. Sở dĩ Thiên Vân Tinh Vực mạnh, là bởi vì Dương Diệp, có Dương Diệp, coi như là một thế lực tứ tinh cũng không dám dễ dàng ra tay với Thiên Vân Tinh Vực. Thế nhưng hiện tại, đại thế giới nhiều thiên tài như vậy hạ xuống tìm Dương Diệp, trong đó còn có thật nhiều thế lực tứ tinh, Dương Diệp có thể sống sao? Ở trong lòng rất nhiều người, Dương Diệp đã không khác người chết rồi. Thiên Vân Thành. Bởi vì rất nhiều thế lực đi tới Thiên Vân Tinh Vực, bởi vậy lúc này Thiên Vân Thành đã khởi động chiến thần trận, toàn bộ Thiên Vân Thành người người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu trời Thiên Vân Thành, hai tay đế nữ chắp sau lưng, ở bên cạnh nàng là đình chiến. Mà ở sau lưng nàng, là đám người Dạ Lưu Vân. Ở trước mặt nàng không xa, là một thanh niên xem ra chỉ hơn 20 tuổi, sau đầu có một mái tóc thật dài, hầu như dài đến gót chân. Nhìn từ ngoài, thanh niên có chút tà khí. Ở hai bên thanh niên, còn có một thanh niên mặc áo bào tím cùng một nữ tử váy dài màu lam. Lúc này, thanh niên áo bào tím đột nhiên nói. Mã huynh, nữ tử này tên Trang Vị Nhiên, được xưng chiến thần. Tuy chỉ là bán thần, thế nhưng thực lực đã vượt xa cường giả thần giả cảnh, Mã huynh tuyệt đối không thể khinh thường. Chiến thần. Thanh niên tóc dài nhìn về phía đế nữ, khóe miệng nổi lên vẻ cười khẩy. Nghĩ đến thực lực của nàng khẳng định là không tệ, chỉ là không biết, công phu trên giường có phải cũng có thể được xưng chiến thần hay không, ha ha. Thanh niên áo bào tím cười cười. Nếu như Mã huynh muốn biết, bắt giữ nàng, có thể tự mình thử xem, không phải sao.
nhất định phải thử xem, dù sao nữ nhân này thật sự rất đẹp à. Thanh niên tóc dài cười khẩy nói, ánh mắt không ngừng đánh giá đế nữ, trong mắt không hề che giấu tham lam cùng dâm tà. Đang lúc này, xa xa đế nữ đột nhiên ra tay, chỉ thấy nàng nắm đỉnh chiến đi thẳng tới trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó đột nhiên đâm một cái. Khóe miệng thanh niên tóc dài nổi lên nụ cười gằn, đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, hai người lập tức phân ra, đế nữ lui mười mấy trượng, mà thanh niên tóc dài kia cũng lui mười mấy trượng. Thanh niên tóc dài nhìn tay của mình, lúc này tay của hắn đã rạn nứt, nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt thanh niên tóc dài nhất thời dữ tợn lên, ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ, gằn giọng nói. Nữ nhân, ta muốn tươi sống chơi chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh này, đám người Dạ Lưu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên, trong mắt đế nữ cũng lóe qua vẻ vui mừng, cùng lúc đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì âm thanh này là âm thanh của Dương Diệp. Dương Diệp đi hung vực, đã sắp hai tháng này, Dương Diệp lại như mất tích, nói không lo lắng, kia tuyệt đối là giả, dù sao hung vực là cực kỳ hung hiểm. Cũng may Dương Diệp trở về rồi. Bình an trở về rồi. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp xuất hiện ở trước đế nữ, nhìn thấy Dương Diệp, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, Thiên Vân Tinh vực thừa nhận áp lực cực kỳ lớn, đặc biệt là đám người đế nữ, bởi vì các nàng không chỉ đối mặt những thiên tài của đại thế giới, còn phải đối mặt một ít tinh vi cực tứ tinh của hạ vị diện. Quan trọng nhất là, Dương Diệp không có tin tức, như hoàn toàn biến mất, đây mới là áp lực to lớn nhất của các nàng. Cũng may Dương Diệp cơ trở về rồi. Đế nữ kéo tay Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Lấy được sinh mệnh chi thủy không? Dương Diệp lắc đầu, vẻ mặt đế nữ nhất thời cứng đờ, nhưng lúc này Dương Diệp lại nói. Thế nhưng ta đã là bán thần. Nghe vậy, vẻ mặt đế nữ nhất thời buông lỏng, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp lại cười nói. Để ta trước tiên xử lý chút chuyện nơi đây đã. Đế nữ khẽ gật đầu. Cẩn thận. Dương Diệp gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc dài, thanh niên tóc dài đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó một quyền đánh tới. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, thanh niên tóc dài mới vừa phục hồi tinh thần lại, nắm đấm của Dương Diệp đã đến trước đầu của hắn, thanh niên tóc dài kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể lựa chọn đấm ra một quyền. Ở trong ánh mắt của mọi người, cánh tay phải của thanh niên tóc dài nổ ra, bản thân thì bay ngược ra ngoài. Lúc này, thanh niên áo bào tím cùng nữ tử cũng tỉnh táo lại, hai người vừa muốn ra tay, Dương Diệp vốn muốn truy kích thanh niên tóc dài đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía bọn họ, sau một khắc, đấm ra một quyền. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thanh niên áo bào tím cùng nữ tử bị Dương Diệp oanh đến mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người đều ngây người. Dương Diệp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ngay cả đế nữ cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp cường đại như vậy. Xa xa, Dương Diệp không có quản thanh niên áo bào tím cùng nữ tử, thân hình hắn hơi động, đi thẳng tới trước mặt thanh niên tóc dài, sau đó lại một quyền đánh tới. Tuy bị Dương Diệp đánh gãy một cánh tay, thế nhưng thanh niên tóc dài rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vậy lần này Dương Diệp đi tới trước mặt hắn. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, thời điểm Dương Diệp ra quyền, một khiên tròn màu vàng che ở trước mặt hắn, mặt ngoài khiên tròn che kín gai nhọn sắc bén, nhưng nắm đấm của Dương Diệp không có đình chỉ. Khiên tròn màu vàng ầm ầm vỡ vụn, thanh niên tóc dài phun ra mấy ngụm tinh huyết, cả người bay thẳng ra ngoài. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thiên tài đại thế giới lại bị Dương Diệp hoàn toàn nghiền ép. Dương Diệp cũng không ngừng tay. Muốn ra tay, nhưng lúc này thanh niên áo bào tím đột nhiên giận dữ hét. Mau ra tay. Nói xong, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 6 lão giả. Cường giả thần giả cảnh. 6 lão giả vây quanh Dương Diệp, sau đó thả ra uy thế của mình bao phủ Dương Diệp lại. Lúc này xa xa, thanh niên tóc dài kia đột nhiên gần giọng nói. Đừng giết hắn, lưu hắn một mạng, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Diệp không nhìn thanh niên tóc dài, sau đó nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Ngươi là tinh vực nào? Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Dương Diệp nói. Nam cực vực, Minh Hoàng tinh vực,
thế lực tứ tinh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Nam cực vực, Minh Hoàng tinh vực, ta nhớ rồi. Ghi nhớ, chuyện cười. Khóe miệng thanh niên áo bào tím nổi lên vẻ châm chọc. Nếu không ngươi thế nào, cắn ta, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Không có sợ hãi. Thanh niên áo bào tím tự nhiên là không sợ hãi, ở trước mặt hắn có 6 vị thần giả, hơn nữa sau lưng hắn, còn có Minh Hoàng tinh vực, vì lẽ đó hắn cần sợ hãi Dương Diệp sao? Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là không cần. Không chờ Dương Diệp nói chuyện, thanh niên áo bào tím đột nhiên chỉ vào thanh niên tóc dài, lại nói. Dương Diệp, người có biết vị này là ai không? Vị này là đại thế giới Mã Gia Mã Vô Địch Mã Công Tử, biết Mã Gia sao? Kia là siêu cấp đại thế gia, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo một cái, đánh gãy thanh niên áo bào tím. Nếu không muốn đi, vậy thì lưu lại. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, đế mãng cùng hai con thiên ma lang hiện ra. Khi đế mãng cùng thiên ma lang xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dương Diệp thì không có quản mọi người, trực tiếp vung tay lên. Xiết toàn bộ. Đế mãng xuất thủ trước. Đuôi rắn to lớn bay thẳng đến những cường giả thần giả cảnh vây quanh Dương Diệp kia, đại hắc và tiểu hắc theo sát tới. Tuy những thần giả vây quanh Dương Diệp có 6 tên, thế nhưng lấy thực lực của đám thú đế mãng, đối phó 6 người này, hoàn toàn là thừa sức. Dương Diệp không có quản đế mãng cùng 6 cường giả thần giả cảnh, mà nhìn về phía Mã Vô Địch. Ngày hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, thân hình hắn hơi động. Trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm bắn về phía Mã Vô Địch. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt của Mã Vô Địch nhất thời biến đổi, lúc trước hắn cùng Dương Diệp giao thủ, hắn liền rất rõ ràng, thực lực của Dương Diệp vượt xa hắn quá nhiều. Trước đó hắn cho rằng có 6 vị thần giả, Dương Diệp là chắc chắn phải chết, bởi vậy vừa nãy hắn không có trốn. Nhưng hiện tại, lúc này hắn đã không có cơ hội chạy trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể Mã Vô Địch điên cuồng phun trào, khi nắm đấm của Dương Diệp oanh đến, trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu vàng, tốc độ ánh sáng cực nhanh, trong nháy mắt bao bọc hắn cùng Dương Diệp lại. Thế nhưng sau một khắc, theo một tiếng nổ lớn vang lên, luồng hào quang màu vàng óng kia ầm ầm vỡ vụn, Mã Vô Địch lần thứ hai hướng bay ngược ra ngoài. Dương Diệp cũng không có ngừng tay, muốn tiếp tục truy kích, mà lúc này, Mã Vô Địch đột nhiên lấy ra một lá cờ, sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đoàn tử quang biến mất ở tại chỗ. Không gian dị thứ nguyên kỳ. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn đã không cảm giác được khí tức của đối phương. A, à, đúng lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thần giả cảnh bị đế mãng quét thành mảnh vỡ. Dương Diệp, lúc này thanh niên áo bào tím đột nhiên cả giận nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi là muốn đối địch Minh Hoàng tinh vực ta. Lúc này trong lòng hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp gọi ra yêu thú mạnh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp giết chết một tên cường giả thần giả cảnh của Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Vừa nãy người kia đi đâu? Thanh niên áo bào tím gằn giọng nói. Dương Diệp, ngươi không lệnh yêu thú của mình dừng lại, Thiên Vân tinh vực ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào tím, thanh niên áo bào tím kinh hãi, muốn ra tay, nhưng hai cỗ ý cảnh đột nhiên như ngọn núi đặt ở trên người hắn, điều này làm cho thân thể thanh niên áo bào tím cứng lại, mà chính là chớp mắt này, Dương Diệp trực tiếp bóp yết hầu của thanh niên áo bào tím. Hai mắt thanh niên áo bào tím trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó tin, hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên bị Dương Diệp hạn chế. Tuy hắn không có thực lực như Mã Vô Địch, thế nhưng hắn cũng là bán thần A. Kỳ thực cũng không phải thanh niên áo bào tím yếu, mà lúc này Dương Diệp đã căn bản không phải bán thần cảnh có thể chống lại, đừng nói bán thần, coi như là thần giả cảnh bình thường cũng không thể chống lại hắn. Hiện tại thực lực của Dương Diệp, đó có thể đối kháng cường giả âm dương cảnh, thậm chí ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể đánh giết. Mà bán thần đã không phải một cấp bậc với hắn rồi. Dương Diệp kéo thanh niên áo bào tím tới trước mặt mình. Cuối cùng hỏi một lần, hắn đi nơi nào? Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Dương Diệp, thanh niên áo bào tím cảm giác khiếp đảm, thế nhưng hắn vẫn không muốn yếu đi khí thế, lập tức nói. Dương Diệp, ngươi,
ngươi thật muốn đối địch Minh Hoàng tinh vực ta. Ngươi, soạt soạt, theo một tiếng xương gãy vang lên, âm thanh của thanh niên áo bào tím im bặt, thoáng qua, tay Dương Diệp thả lỏng, đầu của thanh niên áo bào tím từ trên cổ rớt xuống. Phốc, máu tươi như nước suối phóng lên trời. Dương Diệp vung tay, thân thể của thanh niên áo bào tím hóa thành hư vô, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử ở một bên đã ngây người. Vừa nãy người kia đi đâu? Nghe được Dương Diệp hỏi, nữ tử nhất thời phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi cũng không nói. Dương Diệp nói. Nữ tử biến sắc, vội vàng nói. Hắn hẳn là về Minh Hoàng tinh vực của chúng ta. Nói xong nàng lại nói. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm như thế, chẳng khác gì tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực, ngươi. Tuyên chiến. Dương Diệp cười gằn một tiếng. Ngươi nói đúng, từ giờ trở đi, ta chính thức tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực các ngươi. Nói xong, tay Dương Diệp hơi động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn rút kiếm chém, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Thời điểm kiếm khí xuất hiện, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử, sau đó một cột sáng màu đen từ trong cơ thể lão giả dâng trào ra. Âm! Một tiếng nổ vang rền, kiếm khí của Dương Diệp cùng cột sáng màu đen biến mất, mà lão giả áo đen cùng cô gái kia thì bị đẩy lui ngoài ngàn trượng. A! Lúc này, giữa trường lại vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, lại một thần giả bị đế mãng quét thanh mảnh vụn. Không tới nửa khắc, sáu tên thần giả của Minh Hoàng tinh vực chỉ còn dư lại bốn người. Không chỉ như vậy, thời điểm Dương Diệp mới vừa nói khai chiến với Minh Hoàng tinh vực, đế nữ trực tiếp mang theo mọi người giết về phía bốn tên thần giả còn lại. Nàng rất rõ ràng, Dương Diệp nói được, thì làm được. Nếu Dương Diệp nói khai chiến với Minh Hoàng tinh vực, vậy thì đại biểu, lúc này Thiên Vân tinh vực và Minh Hoàng tinh vực đã không có chỗ giảng hòa. Như Dương Diệp nói, nếu là kẻ địch, vậy dĩ nhiên là phải chém tận giết tuyệt. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn ra tay. Ở dưới đám người đế nữ gia nhập, bốn tên thần giả còn lại nhất thời ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đừng nói đối kháng, ngay cả năng lực trốn cũng không có, bởi vì so tốc độ, bọn họ kém đại hắc và tiểu hắc quá nhiều. Cứ như vậy, không tới một phút thời gian, sáu tên thần giả toàn bộ bị giết. Xa xa, lão giả áo đen gắt gao nhìn Dương Diệp. Được lắm Dương Diệp, làm việc quả nhiên thích làm tuyệt. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, tin tưởng ta. Nói xong, tay phải khẽ nhúc nhích, một lá cờ xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, lá cờ bùng nổ ra ánh hào quang, thoáng qua, lão giả áo đen cùng cô gái kia trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc nháy mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía đế nữ. Các ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà lúc này đế nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đi đâu? Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp nói. Đế nữ hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi. Dương Diệp cười nói. Đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Không cần thiết. Đế nữ nói. Nàng tự nhiên biết Dương Diệp đi Minh Hoàng tinh vực là vì cái gì. Khẳng định là bởi vì nàng. Bởi vì vừa nãy Mã Vô Địch sỉ nhục nàng, tuy nàng cũng muốn giết đối phương, thế nhưng Dương Diệp an toàn đối với nàng quan trọng hơn. Tất yếu. Dương Diệp lắc đầu. Dương Diệp ta, thích nghĩ sự tình về chỗ hỏng. Thử nghĩ, lần này nếu như ta không trở về, hoặc ta có chuyện gì xảy ra, ngươi, còn có tất cả mọi người của Thiên Vân tinh vực, kết cục sẽ như thế nào? Dương Diệp ta là một người có thù tất báo, nếu bọn họ muốn ngươi chết, vậy ta liền muốn giết bọn họ. Nói xong, Dương Diệp đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đế nữ. Không cần lo lắng cho ta, hiện tại nếu ta muốn trốn, hạ vị diện, cơ bản không ai có thể làm gì được ta. Coi như không trốn, cũng không có người nào có thể làm gì được ta. Chăm sóc thật tốt mình. Nói xong, hắn thu đám thú đế mãng vào hồng mông tháp, sau đó thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đế nữ ngớ ngẩn. Muốn đuổi theo, nhưng lúc này Dạ Lưu Vân giữ nàng lại, sau đó lắc đầu. Không ngăn được, ta xem như nhìn ra rồi, tên này nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn phỏng chừng đã rời sông lấp biển. Vảy ngược của hắn chính là người nhà mình, cũng chính là các ngươi, lần này Mã Vô Địch và Minh Hoàng tinh vực đến có ý đồ với ngươi, chẳng khác gì chạm vào vảy ngược của hắn, rồng có vảy ngược, chạm vào tức nộ. Tinh khí của hắn còn táo bạo hơn rồng,
làm sao có khả năng nhịn được. Đế nữ khẽ lắc đầu. Nguy hiểm. Hắn sẽ không làm sự tình không nắm chắc. Dạ Lưu Vân nói. Nhìn thấy không, hiện tại hắn so với trước kia, mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn khẳng định mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Đế nữ rõ ràng, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng. Nàng rất muốn đi cùng Dương Diệp, thế nhưng nàng nhất định phải tọa trấn Thiên Vân Tinh Vực, phải biết hiện tại vẫn có rất nhiều thế lực dòm ngó Thiên Vân Tinh Vực. Còn nữa, hiện tại nàng theo Dương Diệp, căn bản không giúp được cái gì. Lúc trước, nàng mạnh hơn Dương Diệp rất nhiều, thế nhưng ngăn ngắn mấy năm, Dương Diệp đã vượt qua nàng rồi. Lúc này, Dạ Lưu Vân kéo tay đế nữ nói. Đi, hiện tại chúng ta mau mau bố trí một chút, ứng đối sự tình hắn làm ra. Đế nữ ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó gật đầu, xoay người cùng Dạ Lưu Vân biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp rời Thiên Vân Đại Lục, thẳng đến Tinh Không Chi Thành, mà ngay khi hắn muốn đi vào Tinh Không truyền tống trận, một nam tử đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi là Dương Diệp? Nam tử hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tìm ngươi rất lâu rồi. Khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Ta đến từ đại thế giới, đầu ngươi, ta muốn. Hiện tại. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Chém ra một kiếm, Dương Diệp trực tiếp xoay người tiến vào Tinh Không truyền tống trận. Giữa trường, vắng lặng một tức. Xì. Đột nhiên, thân thể nam tử kia từ trung gian phân ra, ngũ tạng nương theo máu tươi vung vãi. Sau khi Dương Diệp tiến vào Tinh Không truyền tống trận, một nam tử cùng một cô gái đột nhiên xuất hiện. Thật mạnh. Nữ tử trầm giọng nói. Nam tử khẽ gật đầu. Mặc dù người này là bán thần, thế nhưng thực lực của hắn đã vượt xa thần giả. Vừa nãy chiêu kiếm kia, người có thể đỡ không? Nữ tử hỏi. Nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể, thế nhưng sẽ trọng thương. Hai mắt nữ tử híp lại. Không nghĩ tới hạ vị diện còn có thiên tài bực này. Sư muội, không nên xem thường hạ vị diện. Lúc này nam tử đột nhiên nói. Ngươi phải biết, tuy hạ vị diện kém đại thế giới chúng ta rất nhiều, thế nhưng thiên tài ở trong hoàn cảnh này trưởng thành, chất lượng sẽ cao hơn đại thế giới rất nhiều. Như Kiếm Vô Cực, như Tiêu Giao Tử, ở thời đại của bọn hắn, coi như là những thiên tài của đại thế giới chúng ta, cũng không chói mắt bằng bọn họ. Nói đến đây, nam tử dừng một chút, lại nói. Dương Diệp này. Ngươi cảm thấy hắn có thể so với Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Giao Tử. Cô gái nói. Nam tử nói. Ta không cách nào nhìn thấu thực lực chân chính của hắn, cũng không biết thành tựu của Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Giao Tử lúc trước, thế nhưng coi như hắn không bằng Tiêu Giao Tử cùng Kiếm Vô Cực, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa, người này, một khi trưởng thành, tuyệt đối kinh khủng hơn Kiếm Vô Cực và Tiêu Giao Tử. Tại sao? Nữ tử không rõ hỏi. Hắn tàn nhẫn. Nam tử trầm giọng nói. Tuy thực lực của Kiếm Vô Cực mạnh mẽ, thế nhưng nhân nghĩa, giảng đạo lý, tuy Tiêu Giao Tử thích khiêu chiến khắp nơi, thế nhưng hắn chỉ khiêu chiến, sẽ không giết người lung tung, càng sẽ không đi cực đoan. Mà Dương Diệp này, ngươi xem việc hắn làm ở hạ vị diện, hắn hầu như là một đường giết tới, tính cách của hắn quá cực đoan. Lại như vừa nãy, hắn biết rõ đối phương đến từ đại thế giới, thế nhưng hắn vẫn rút kiếm giết người. Người như thế, hoặc là sống không lâu, hoặc chính là sống điên cuồng. Nói đến đây, nam tử hít sâu một hơi nói. Chúng ta trở về đi, tuy tiểu ma nữ đáp ứng đồ vật mê người, thế nhưng mệnh quan trọng hơn. Hơn nữa, ta cũng không muốn vì tông môn trêu chọc tên sát tinh này. Nữ tử gật đầu. Người như thế, đúng là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Nam tử nói. Ta không biết mà tiểu lãnh cùng Dương Diệp này có ân oán gì, thế nhưng ta biết, sau khi Dương Diệp lên đại thế giới, thần phượng tộc sẽ phiền phức. Bất quá tiểu ma nữ cũng không phải ngồi không, nghe nói nàng đã hàng phục thần phượng tộc đệ nhất thần hỏa, ha ha, ta ngược lại thật có chút chờ mong Dương Diệp lên đại thế giới. Nói xong, thân hình nam tử run lên, biến mất ở tại chỗ, nữ tử cũng theo sát phía sau. Lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở Tinh Không Chi Thành. Hắn đang muốn thông qua truyền tống trận đi về phía Nam Cực Vực, mà lúc này, Nam Cung Cầm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn đi Minh Hoàng Tinh Vực? Nam Cung Cầm hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy thì không cần phí miệng lưỡi. Vì sao không nhân nhượng cho yên chuyện? Nam Cung Cầm nhẹ giọng nói.
Nàng là thương nhân, chú ý hòa thuận phát tài, Dương Diệp làm như vậy, nàng rất không hiểu. Đơn giản mà nói, nàng cảm thấy Dương Diệp hành động quá theo cảm tình. Nhân nhượng cho yên chuyện. Dương Diệp cười gần một tiếng. Đại tiểu thư của ta, ý tưởng này của ngươi quá buồn cười. Ta hỏi ngươi, nếu như Dương Diệp ta có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh viễn không về được. Khi đó, đế nữ, thiên vân tinh vực, còn có những thuộc hạ kia của Dương Diệp ta, nữ nhân của ta, kết cục của bọn họ sẽ làm sao? Kết cục của bọn họ, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Nam Cung Cầm trầm mặc, bởi vì Dương Diệp nói không sai, nếu như Dương Diệp hắn không trở về, thiên vân tinh vực, phải nói cùng Dương Diệp có quan hệ, khả năng đều sẽ gặp xui xẻo. Những người kia vì bức Dương Diệp hiện thân, tuyệt đối là chuyện gì cũng sẽ làm. Nhân tính, rất nhiều lúc là thiện, nhưng càng nhiều là ác. Nam Cung Cầm thấp giọng thở dài, sau đó nàng cong ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng đi vào mi tâm Dương Diệp nói. Đây là tư liệu liên quan tới Minh Hoàng tinh vực, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Dương Diệp liếc mắt nhìn Nam Cung Cầm. Đa tạ. Nói xong, hắn không dừng lại, trực tiếp tiến vào tinh không truyền tống trận đi tới Minh Hoàng tinh vực. Cái tên này. Nam Cung Cầm lắc đầu, sau đó xoay người biến mất ở tại chỗ. Sau 3 ngày, Dương Diệp từ một tinh không truyền tống trận đi ra. Hắn nhìn lướt qua 4 phía, lúc này hắn đã ở Nam Cực vực. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp khép hờ, hấp thu những tư liệu mà Nam Cung Cầm cho hắn. 10 tức sau, Dương Diệp mở mắt ra, sau đó thân hình run lên, hóa thành một ánh kiếm biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp từ trong tài liệu mà Nam Cung Cầm cho hắn biết được, Nam Cực vực có 2 thế lực tứ tinh, một người trong đó chính là Minh Hoàng tinh vực. Minh Hoàng tinh vực làm thế lực tứ tinh, thực lực tự nhiên sẽ không yếu. Trong đó thần giả cảnh đã biết thì có 37 vị, mà đây chỉ là mặt ngoài, ngầm có bao nhiêu, vậy thì không muốn người biết. Bán thần càng nhiều vô số kể. Có thể nói, thiên vân tinh vực căn bản không có cách so với Minh Hoàng tinh vực, cái này cũng là nguyên nhân Nam Cung Cầm ngăn cản. Không tới một hồi, Dương Diệp xuất hiện ở Minh Hoàng tinh vực, hắn mới vừa tới, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới từ phương nào? Khí tức của lão giả kia khóa lại Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm chém, sau đó thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ, thân thể lão giả kia cứng ngắc, thoáng qua, mi tâm lão giả đột nhiên nứt ra, sau đó lỗ hổng kia nứt càng lúc càng lớn, dần dần, thân thể lão giả từ trung gian nứt thành 2 nửa. Một kiếm thuấn sát. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, thuấn sát thần giả bình thường đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Minh Hoàng Đại Lục, Minh Hoàng Cung. Trong cung điện, ngồi ở chủ vị chính là một trung niên mặc áo bào vàng, người này chính là Minh chủ Lý Thương Minh tiếng tăm lừng lẫy ở Minh Hoàng tinh vực. Lý Thương Minh ở Đông Cực vực khả năng không có người nào biết, thế nhưng ở Nam Cực vực thì không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì hắn là đệ nhất cường giả của Nam Cực vực. Ở phía dưới, còn có 17 lão giả mặc áo bào đen, đều là thần giả. Ngoại trừ 17 lão giả áo đen, còn có một người, chính là Mã Vô Địch. Lúc này Mã Vô Địch không biết nguyên nhân gì, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Dương Diệp kia thật sự giết 6 tên thần giả của chúng ta. Lúc này Lý Thương Minh đột nhiên nói. Phía dưới, một lão giả áo đen đứng dậy. Vâng, ngoài ra, hắn còn tuyên chiến với Minh Hoàng tinh vực chúng. Lý Thương Minh gật đầu. Được lắm Dương Diệp. Lúc này Mã Vô Địch đột nhiên đứng ra. Lý vực chủ. Chúng ta lúc nào tấn công thiên vân tinh vực? Sở dĩ hắn không có trốn về đại thế giới, chính là chờ Minh Hoàng tinh lơ vực đi tấn công thiên vân tinh vực. Ở thiên vân tinh vực chịu nhục, nếu không cọ rửa, hắn làm sao cam tâm về đại thế giới? Lý Thương Minh liếc mắt nhìn Mã Vô Địch. Mơ cả công tử tốt nhất là về đại thế giới đi. Trở về. Mã Vô Địch gần giọng nói. Dương Diệp kia bất tử, ta không thể trở lại. Lý vực chủ. Dương Diệp này giết xa cô tên thần giả của Minh Hoàng tinh vực ngươi, lẽ nào việc này ngươi bỏ qua? Lý Thương Minh lắc đầu. Người này không thể khinh thường, cần bàn bạc kỹ càng. Ta không quan tâm những chuyện này. Mã Vô Địch lạnh lùng nói. Lý vực chủ, Minh Hoàng tinh vực ngươi muốn lên đại thế giới, phải tiếp thu thử thách đến từ đại thế giới, mà lần này thử thách hạ vị diện, chính là Mã gia ta. Hai mắt Lý Thương Minh híp lại. Mã công tử đang uy hiếp ta. Không dám. Mã Vô Địch lạnh nhạt nói.
chỉ là nhắc nhở Lý Vực Chủ mà thôi. Lúc này, một lão giả áo đen đi ra nói. Vực Chủ, chuyện lần này, xác thực không thể bỏ qua. Hiện tại, toàn bộ hạ vị diện đều nhìn chúng ta, xem chúng ta phản kích như thế nào, nếu như chúng ta không phản kích, như vậy danh vọng của Minh Hoàng Tinh Vực chúng ta nhất định sẽ xuống dốc không phanh, chuyện này với chúng ta mà nói, là cực kỳ bất lợi. Lại một lão giả đứng ra nói. Xác thực, Thiên Vân Tinh Vực bất quá là một thế lực không đủ tư cách, nếu như chúng ta không đánh trả, Minh Hoàng Tinh Vực uy nghiêm ở đâu. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, giết một người dân trăm người, để thế nhân biết, Minh Hoàng Tinh Vực ta không phải A Miêu A Cẩu gì cũng có thể mạo phạm. Lý Thương Minh đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt hắn híp lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Có người đến rồi. Lai giả bất thiện. Nói xong, đã biến mất tại chỗ. Lúc này, một thanh âm nổ tung rung trời vang lên. Phòng ngự đại trận bao trùm ở trên không Minh Hoàng Đại Lục vỡ vụn, sau đó một ánh kiếm từ phía chân trời như lưu tinh bắn về phía Minh Hoàng Thành. Cường địch xâm lấn. Tất cả mọi người ngây người, đến tột cùng là ai, lại dám đến xâm lấn Minh Hoàng Đại Lục. Trên bầu trời Minh Hoàng Thành, ánh kiếm tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong ánh mắt đám người Lý Thương Minh. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt của Mã Vô Địch trong nháy mắt dữ tợn lên. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Nghe được Lý Thương Minh hỏi, tất cả mọi người đều sững sờ, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại đến Minh Hoàng Đại Lục. Hơn nữa còn là một thân một mình, hắn tới làm gì? Đi tìm cái chết. Dương Diệp không trả lời Lý Thương Minh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mã Vô Địch. Trời cao có đức hiếu sinh, Dương Diệp ta cũng có, các ngươi cắt đầu Mã Vô Địch ra cho ta, ta liền rời đi nơi này, như thế nào? Muốn đầu ta, buồn cười. Khóe miệng Mã Vô Địch nổi lên vẻ châm chọc. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Diệp không quản Mã Vô Địch, mà nhìn về phía Lý Thương Minh nói. Ngươi cho rằng như thế nào? Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp. Nếu như ta không làm thì sao? Dương Diệp gật đầu. Vậy ta ngay cả đầu của các ngươi cũng cắt, dù sao ta cũng muốn làm như vậy. Bằng ngươi. Lúc này một lão giả áo đen châm chọc nói. Cắt đầu chúng ta, thực buồn cười, Dương Diệp, chúng ta ở ngay đây, đến, để chúng ta nhìn, ngươi làm sao cắt đầu chúng ta. Ta. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chảm. Kiếm ra, kiếm thu. Xa xa, lão giả áo đen mới vừa nói thân thể cứng đờ, sau một khắc, đầu từ trên cổ lăn xuống, máu tươi như trụ. Mọi người. Thời khắc này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Thuấn sát thần giả. Dương Diệp dĩ nhiên thuấn sát một tên thần giả. Lão giả áo đen kia là thần giả A, thần giả cảnh lại bị một bán thần thuấn sát. Vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một tia khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Ngay cả Mã Vô Địch cũng đã sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên một kiếm thuấn sát một vị thần giả cảnh. Tuy hắn có thể chiến thắng một ít cường giả thần giả cảnh, thế nhưng muốn hắn thuấn sát một thần giả cảnh, hắn là vạn vạn không làm được, nhưng Dương Diệp làm được. Hiển nhiên, hắn và Dương Diệp, căn bản không ở cùng một cấp độ. Không chỉ Mã Vô Địch, giờ khắc này sắc mặt của Lý Thương Minh cũng cực kỳ nghiêm nghị, hắn biết Dương Diệp rất mạnh, cực kỳ yêu nghiệt, bởi vì hắn đã điều tra Dương Diệp. Thế nhưng những tư liệu kia đều sai rồi, bởi vì trong tài liệu nói Dương Diệp không có khủng bố như vậy. Lúc trước Dương Diệp chiến thiên ma chủ, là mượn yêu thú và ngoại lực. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp không có mượn bất kỳ ngoại vật. Một kiếm thuấn sát một cường giả thần giả cảnh ở trước mặt hắn. Hắn biết, hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ đế mãng, sau đó nói. Giết, thỏa thích giết. Hống. Đế mãng hét giận dữ, sau đó đuôi rắn quét về phía đám người Lý Thương Minh. Cái quét này, không gian chung quanh đổ nát ra, tất cả mọi người đặt mình ở trong hố đen không gian. Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ vọt tới đám người Lý Thương Minh. Lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên chừng 10 khí tức kinh khủng, rất nhanh, lại có 14 lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Thần giả. Toàn bộ là thần giả. Lúc này, thêm vào Lý Thương Minh, cường giả thần giả cảnh của Minh Hoàng Tinh Vực thì có 30 vị. 30 vị thần giả. Rất nhanh thì có 5 vị thần giả vây quanh đế mãng, tuy 5 đánh 1, thế nhưng đế mãng không hề rơi vào hạ phong.
còn ổn ép 5 vị thần giả, thế nhưng bởi vì 5 người liên thủ, đế mãng trong thời gian ngắn cũng không có thể đánh giết 5 người. Mà đại hắc và tiểu hắc thì bị 15 vị thần giả vây quanh. Bởi vì số lượng, đám thú đại hắc ở hạ phong, thế nhưng vì phòng ngự của chúng quá mạnh mẽ, những thần giả kia nhất thời cũng không làm gì được đám thú tiểu hắc. Lúc này Dương Diệp cũng bị vây quanh, thêm vào Lý Thương Minh, thần giả vây quanh Dương Diệp có tới 10 vị. 10 vị thần giả. Lúc này Mã Vô Địch cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại ngươi thể hiện cho ta xem. Dương Diệp nhìn về phía Mã Vô Địch, Mã Vô Địch hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nua một ở sau lưng Lý Thương Minh, sau khi nhìn thấy Dương Diệp một kiếm thuấn sát một vị thần giả, hắn sợ. Hiển nhiên hắn là sợ Dương Diệp rút kiếm chém về phía hắn. Một kiếm kia, hắn không tiếp nổi. Thiên tài đại thế giới. Dương Diệp lắc đầu. Chỉ như thế. Nói xong, hắn nhìn lướt qua 10 tên thần giả vây quanh hắn. 10 vị thần giả, bất quá 10 kiếm mà thôi. Nói xong, hắn rút kiếm chém. Vù. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một tên thần giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Lý Thương Minh lóe ra sát ý lạnh lẽo. Giết. Nói xong, thân hình hơi động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, mà 8 người còn lại cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy 9 người Lý Thương Minh ra tay, Mã Vô Địch cũng muốn ra tay, nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sao, làm sao có khả năng? Giữa trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Đám người Lý Thương Minh vây công Dương Diệp không có như Mã Vô Địch nghĩ tới trốn hoặc bị áp chế, ngược lại không tới 10 mấy tức, Dương Diệp lại chém 2 tên thần giả. Mà Dương Diệp lại lông tóc không tổn hại. Lúc này Dương Diệp căn bản không có phòng ngự, tùy ý những cường giả thần giả cảnh kia công kích, tuy gặp phải đám người Lý Thương Minh điên cuồng công kích, thế nhưng Dương Diệp chống đỡ tất cả. Này cũng bình thường, thân thể Dương Diệp đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, thêm vào hắn tu luyện ngũ hành bất diệt thể, thân thể còn kinh khủng hơn đế mãng. Đừng nói thần giả cảnh, coi như cường giả âm dương cảnh công kích hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó, tuy bên Lý Thương Minh nhiều người, thế nhưng bọn họ không chỉ không làm gì được đối phương, trái lại còn bị Dương Diệp giết 2 người. Giờ khắc này, trong lòng đám người Lý Thương Minh cũng kinh hãi, bởi vì thân thể Dương Diệp phòng ngự quá khủng bố. Bọn họ đánh vào trên người Dương Diệp, mặc dù Dương Diệp có chút ảnh hưởng, thế nhưng hắn căn bản không có chuyện gì. Nhiều lắm là bị đẩy lui một ít mà thôi, hoặc sắc mặt hơi trắng bệch, ngoài ra hắn một chút việc cũng không có, cho dù là máu cũng không có chảy một giọt. Thế nhưng Dương Diệp đánh ở trên người bọn họ, kia tuyệt đối là một đòn mất mạng. Càng đánh càng sợ, càng đánh càng hãi. Nhưng Dương Diệp như giết đỏ mắt, càng đánh càng mạnh, càng giết càng điên, một lát sau, lại 2 tên cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp lấy đầu. Lúc này bên Lý Thương Minh chỉ còn dư lại 6 thần giả. Dừng tay. Lúc này giữa trường đột nhiên vang lên âm thanh của Lý Thương Minh. Nói xong, 6 người Lý Thương Minh thân hình lóe lên, lùi về sau ngàn trượng, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Dương Diệp, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Thương Minh trầm giọng nói. Giờ khắc này, trong mắt hắn không chỉ có nghiêm nghị, còn có kiêng kỵ. Không chỉ hắn, giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người đều là kiêng kỵ. Thực lực của Dương Diệp quá khủng bố. Lúc này trong lòng Lý Thương Minh có chút hối hận lúc trước đi giao du với kẻ xấu, nếu như sớm biết thực lực của Dương Diệp khủng bố như vậy, hắn là tuyệt đối không đi nhúng chàm. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ngoại trừ Mã Vô Địch, còn có một nguyên nhân. Đó chính là thanh niên áo bào tím hắn phái đi, nếu như lúc đó thủ đoạn xử lý sự tình của đối phương có thể biến báo thoáng một phát, Minh Hoàng Tinh Vực sẽ không trực tiếp đối đầu với Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều chậm. Ta muốn thế nào? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười gằn. Minh Hoàng Tinh Vực ngươi phải người đến Thiên Vân Tinh Vực ức hiếp nữ nhân của ta, ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Ta muốn giết sạch các ngươi. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đám người Lý Thương Minh biến đổi, đồng loạt ra tay. Lần này kiếm khí của Dương Diệp không thể chém giết một tên thần giả. Đám người Lý Thương Minh không ngốc, làm sao có khả năng cho Dương Diệp cơ hội miễu sát người của bọn họ. Bởi vậy chỉ cần Dương Diệp ra tay, đám người Lý Thương Minh sẽ lập tức liên thủ. Một người không ngăn được kiếm khí của Dương Diệp, thế nhưng 5 người thì sao?
Dương Diệp vẫn không có mạnh đến một kiếm chảm năm thần giả. Dương Diệp, việc này là Minh Hoàng tinh vực ta không phải. Lúc này Lý Thương Minh trầm giọng nói. Thế nhưng những người kia đã chết, ngươi còn không chịu bỏ qua. Dương Diệp cười cười. Làm sao, bây giờ chuẩn bị giảng hòa. Tiếp tục đánh như vậy, đối với Thiên Vân tinh vực ngươi cùng chúng ta đều không có lợi. Lý Thương Minh trầm giọng nói. Hắn đương nhiên không muốn tiếp tục đánh, bởi vì tiếp tục đánh, bên bọn họ có khả năng đoàn diệt. Dương Diệp nói. Ngươi muốn giảng hòa, có thể. Đến, cắt đầu của Mã Vô Địch cho ta, sau đó bồi 5 triệu tiên tinh thạch cho Thiên Vân Thương Hội, như vậy ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thương Minh nhất thời âm trầm lên. Ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Ở thời điểm các ngươi dẫn người đi Thiên Vân tinh vực tìm nữ nhân ta phiền phức, có nghĩ tới mình khinh người quá đáng hay không? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay Dương Diệp ta đến nói cho các ngươi, cái gì gọi là khinh người quá đáng chân chính. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một ánh kiếm bắn mạnh tới đám người Lý Thương Minh. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, vẻ mặt Lý Thương Minh cũng dữ tợn lên, hắn vung tay phải quá. Kích hoạt trận pháp. Nói xong, một lão giả áo đen xoay người bay vào thành, thoáng qua, vô số chùm sáng đột nhiên tự trong hoàng thành phóng lên trời. Rất nhanh, những chùm sáng này xuất hiện ở phía chân trời, sau đó hình thành một đám mây to lớn. Khi đám mây hình thành, một chùm sáng dài đến trăm trượng đột nhiên từ trong đó bắn ra, đánh về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, đám người Lý Thương Minh vội vàng rút lui, lựa chọn né tránh Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp, bọn họ không dám tiếp. Bởi vì không tiếp nổi. Xa xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chùm sáng, lúc này hắn cảm giác một luồng khí tức khóa hắn lại, khí tức này, đến từ đám mây ở phía chân trời. Dương Diệp rút kiếm chảm, kiếm ra, kiếm khí trực tiếp đi vào phía chân trời, cùng chùm sáng kiệu anh lại với nhau. Ầm. Ở trong ánh mắt của mọi người kiếm khí kia chùm sáng ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng thoáng qua, trong đám mây lại bốc lên ánh sáng đánh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, này có chút tương tự thiên đạo chi nhãn a. Lúc này Lý Thương Minh đột nhiên nói. Dương Diệp, trận này phỏng theo thiên đạo chi nhãn, trận không hủy, linh khí đủ, nó có thể cuồn cuộn không ngừng công kích, ngươi có thể chống đối một lần, hai lần, ba lần, thế nhưng ngươi có thể ngăn trăm lần, ngàn lần sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Thương Minh, sau đó rút kiếm chém. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Khi kiếm khí ra, không gian trực tiếp rạn nứt, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, kiếm khí đi vào phía chân trời, chùm sáng ầm ầm vỡ vụn, tốc độ của kiếm khí không giảm, trực tiếp đánh vào đám mây. Ầm, đám mây trực tiếp nổ ra. Tất cả mọi người ngây người. Cứ như vậy không còn. Dương Diệp thu kiếm, liếc mắt nhìn đám người Lý Thương Minh. Bất quá là một kiếm mà thôi. Ha ha. Đang lúc này, Mã Vô Địch đột nhiên cười lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Mã Vô Địch, khóe miệng Mã Vô Địch tràn đầy châm chọc. Dương Diệp, chết đến nơi rồi, còn xính uy phong. Mọi người không rõ, lúc này Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, không gian rung động, rất nhanh, một lão giả từ trong đó đi ra. Thần giả cảnh. Vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm nghị lên, bởi vì người này mặc dù là thần giả cảnh. Thế nhưng khí tức của hắn như biển rộng thâm trầm, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Không cần phải nói, đây là cường giả âm dương cảnh, sau đó bị áp chế thành thần giả cảnh. Lúc này Mã Vô Địch đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, Mã Vô Địch ta có hơn trăm kiểu chết, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đúng rồi, nghe nói nữ nhân của ngươi rất nhiều, không sao, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc các nàng, đương nhiên là ở trên giường, ha ha. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, hai mắt khép hờ, sau một khắc, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. A, kiếm biến mất, phía chân trời nhất thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão giả ở phía chân trời thân thể nổ tung ra. Ánh kiếm lóe qua, kiếm lại xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Mã Vô Địch. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thời khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bao quát Lý Thương Minh, lúc này đã ngây người như phỗng.
lão giả trên trời kia, là cường giả âm dương cảnh A. Tuy bị áp chế thành thần giả cảnh, nhưng này cũng là cường giả âm dương cảnh A. Dương Diệp dĩ nhiên chém giết một cường giả âm dương cảnh. Hơn nữa còn là thuấn sát. Thuấn sát. Dương Diệp thuấn sát một cường giả âm dương cảnh. Thời khắc này, trong đầu mọi người đã trống rỗng. Bao quát Mã Vô Địch, sau khi Dương Diệp một kiếm chém lão giả kia, cả người hắn đã hóa đá, hai mắt hắn trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cường giả âm dương cảnh lại bị thuấn sát. Giờ khắc này, trong đầu Mã Vô Địch chỉ có ý niệm này. Ở Mã Vô Địch cùng đám người Lý Thương Minh xem ra, thuấn sát cường giả âm dương cảnh, đây là chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng theo Dương Diệp, này cực kỳ bình thường. Luân hồi nhất kiếm của hắn ngay cả cường giả luân hồi cảnh đều có thể thương tổn, huống chi cường giả âm dương cảnh. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, tuy luân hồi nhất kiếm mạnh, thế nhưng cũng không thể mạnh đến thuấn sát cường giả âm dương cảnh. Tỷ như ở hung vực, hắn cùng Liên Bán Trang giao thủ, thắng bại cũng là 5 năm. Thế nhưng hiện tại không phải tình huống bình thường. Mặc dù lão giả kia là cường giả âm dương cảnh, thế nhưng sau khi hắn xuống, cảnh giới bị áp chế thành thần giả. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này lão giả cũng không tính là cường giả âm dương cảnh chân chính. Thêm vào đối phương mới vừa hạ xuống, đối với tình huống của Dương Diệp không có chút hiểu rõ, bởi vậy đối phương căn bản không có phòng bị Dương Diệp, mà Dương Diệp lại đột nhiên sử dụng tới một đòn mạnh nhất của mình. Vì lẽ đó mới có tình cảnh vừa nãy. Đương nhiên, uy lực của luân hồi nhất kiếm này là không thể nghi ngờ, phải biết lúc trước cường giả luân hồi cảnh hạ xuống, cũng bị hắn đánh trọng thương. Đến, nói cho ta, người muốn chết như thế nào? Lúc này, Dương Diệp nhìn Mã Vô Địch nói. Nghe được Dương Diệp hỏi, Mã Vô Địch phục hồi tinh thần lại, bản năng muốn trốn, nhưng lúc này hắn phát hiện, hắn đã không cách nào chạy trốn. Bởi vì hiện tại hắn cách Dương Diệp quá gần rồi. Nếu như trước kia hắn không đi tới trước mặt Dương Diệp, có đám người Lý Thương Minh giúp hắn ngăn một hồi, hắn vẫn có thể trốn về đại thế giới. Thế nhưng hiện tại, hai tầng ý cảnh của Dương Diệp đã ngăn chặn hắn, đừng nói trốn, động cũng có chút khó khăn. Mã Vô Địch hít sâu một hơi nói. Biết hiện tại người ta hận nhất là ai không? Không phải Dương Diệp ngươi, mà là Mạt Tiểu Lãnh kia. Nữ nhân này nói với chúng ta ngươi chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, ha ha, mạnh hơn một chút. Như hắn nói, giờ khắc này, hắn hận nhất chính là Mạt Tiểu Lãnh. Bởi vì Mạt Tiểu Lãnh ở đại thế giới nói, thực lực của Dương Diệp chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, mà sự thực chứng minh, thực lực của Dương Diệp không phải bình thường, mà đã nghịch thiên. Nhân vật như thế, đừng nói ở hạ vị diện, coi như ở đại thế giới cũng thuộc về đứng đầu nhất. Lần này, hắn xem như bị Mạt Tiểu Lãnh hãm hại. Mã Vô Địch nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ dữ tợn. Không sao, coi như ta chết rồi, Mã gia cũng sẽ báo thù cho ta. Nói xong, bụng nhất thời bành trướng lên. Tự bảo. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mã Vô Địch lại lựa chọn tự bảo, bất quá cũng bình thường, hắn biết rõ nếu như không tự bảo, rơi vào tay Dương Diệp, đến lúc đó khẳng định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tự bảo là cái chết tốt nhất của hắn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên đi vào bụng Mã Vô Địch. Xì. Theo một tiếng vang nhỏ, cái bụng của Mã Vô Địch như quả cầu da xì hơi rụt trở lại. Dương Diệp lắc đầu. Muốn chết, có thể, thế nhưng không thể dễ dàng chết như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp giơ kiếm vung lên, tứ chi của Mã Vô Địch bay ra ngoài. A. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Lý Thương Minh cảm giác thân thể mát lạnh. Dương Diệp, Dương Diệp. Mã Vô Địch gào thét. Dương Diệp nắm lấy vai Mã Vô Địch, sau đó vứt cho Đại Hắc. Đại Hắc hiểu ý há miệng cắn, bất quá không có ăn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Lý Thương Minh, bọn hắn biến sắc nói. Dương Diệp, Mã Vô Địch đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi. Dương Diệp rút kiếm ra, sau đó nhìn Lý Thương Minh. Là ngươi hạ lệnh để người của ngươi theo Mã Vô Địch đi Thiên Vân Tinh Vực, đúng không? Hai tay Lý Thương Minh chậm rãi nắm chặt. Là ta, Dương Diệp, lần này là Minh Hoàng Tinh Vực ta không phải, ta cũng biết, chúng ta không ngăn được ngươi, thế nhưng ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Ngươi có tư cách cùng ta cá chết lưới rách sao? Khóe miệng Dương Diệp xem thường. Muốn ta buông tha các ngươi, có thể, đến, tiếp ta một kiếm. Tiếp được.
ta buông tha các ngươi. Nếu không, ngày hôm nay đầu các ngươi cũng phải chuyển xuống cho ta. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt mọi người đều coi lên. Nếu như là lúc trước, bọn họ sẽ cảm thấy Dương Diệp nói chuyện viển vông. Thế nhưng hiện tại, bọn họ rất rõ ràng, Dương Diệp hoàn toàn có thực lực này. Giữa trường đã không ai có thể chống lại Dương Diệp, mà Dương Diệp còn có mấy con yêu thú. Có thể nói, chỉ là đội hình của Dương Diệp, đã có thể hoàn toàn áp chế Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp, người thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Lý Thương Minh gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp bước về phía trước một bước. Nghe không hiểu ý ta sao? Tiếp ta một kiếm, ta liền buông tha bọn họ, nếu không, ngày hôm nay liền để bọn họ chôn cùng ngươi. Nghe được Dương Diệp nói, những thần giả kia đều nhìn về phía Lý Thương Minh. Chỉ cần Lý Thương Minh đáp ứng tiếp Dương Diệp một kiếm, vậy chuyện này coi như qua. Vẻ mặt Lý Thương Minh cực kỳ khó coi. Tiếp Dương Diệp một kiếm, chiêu kiếm này thật tiếp được sao? Phải biết vừa nãy vị cường giả âm dương cảnh kia mới vừa hạ xuống cũng bị Dương Diệp một kiếm thuấn sát ra. Hắn làm sao tiếp được chiêu kiếm này của Dương Diệp? Nhưng lúc này nếu như hắn không tiếp, vậy hắn ở trong lòng mọi người uy vọng sẽ xuống dốc không phanh, không, phải nói ở toàn bộ Nam Cực vực sẽ xuống dốc không phanh. Nam Cực vực đệ nhất cường giả ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng không dám tiếp. Cái mặt mũi này, hắn không thể ném, cũng không ném nổi. Thế nhưng không mất mặt, rất khả năng sẽ mất mạng. Không tiếp thật sao? Dương Diệp gật đầu, muốn ra tay, lúc này Lý Thương Minh nói. Chỉ cần ta tiếp kiếm, bất luận kết quả như thế nào, người cũng sẽ bỏ qua Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp nhìn Lý Thương Minh. Ta không có hứng thú phí lời với ngươi, cuối cùng hỏi một lần, tiếp hay không tiếp? Không tiếp, hiện tại ta liền để cho Minh Hoàng đại lục của các ngươi biến thành nhân gian luyện ngục. Nghe Dương Diệp nói, mọi người đều giận mà không dám nói gì, không thể không nói, Dương Diệp đây mới thực là khinh người quá đáng, thế nhưng bọn họ không thể làm gì, ngay cả một câu phẫn nộ cũng không dám nói. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp một kiếm chém giết cường giả âm dương cảnh, mọi người đã không có ý nghĩ phản kháng Dương Diệp. Ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết, huống chi bọn họ. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta tiếp. Nghe được Lý Thương Minh nói, những người ở xung quanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó dồn dập lui ra, cho Lý Thương Minh cùng Dương Diệp không gian. Huyền khí trong cơ thể Lý Thương Minh điên cuồng phun trào, dần dần, từng đạo ánh sáng màu trắng không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Rất nhanh, những bạch quang này triệt để bao bọc Lý Thương Minh lại, hơn nữa càng ngày càng dày, quá mấy tức, Lý Thương Minh bay thẳng đến Dương Diệp. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Nếu như chỉ bị động phòng thủ, hắn căn bản không chắc chắn có thể đỡ lấy một kiếm của Dương Diệp, chỉ có tiến công mới có thể đỡ lấy một kiếm của Dương Diệp. Xa xa, thời điểm Lý Thương Minh ra tay, hai mắt Dương Diệp khép hờ, sau một khắc, kiếm trong tay biến mất ở tại chỗ. Xì. Khi kiếm của Dương Diệp biến mất, bạch quang ầm ầm vỡ vụn, thoáng qua hóa thành hư vô, sau đó một cái đầu lâu mang theo máu tươi bay ra ngoài. Đầu của Lý Thương Minh. Thời khắc này, tất cả mọi người của Minh Hoàng thành sắc mặt như cho tàn. Trước đó, trong lòng bọn họ còn ôm một tia may mắn, dù sao thực lực của Lý Thương Minh còn cực kỳ mạnh, thế nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho bọn họ biết, mạnh như Lý Thương Minh cũng tiếp không được một kiếm của Dương Diệp. Trêu chọc Dương Diệp, đây là quyết định sai lầm nhất của Minh Hoàng tinh vực ngàn năm qua. Xa xa, Dương Diệp thu kiếm, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta không hy vọng ở Thiên Vân tinh vực nhìn thấy người Minh Hoàng tinh vực các ngươi, có vấn đề gì không? Mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Còn muốn ta hỏi lần thứ hai sao? Lúc này một lão giả áo đen đứng ra nói. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, người Minh Hoàng tinh vực ta sẽ không bước vào Thiên Vân tinh vực nửa bước. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương một chút, sau đó rút kiếm chém về phía Minh Hoàng cung. Một đạo kiếm khí phá không, ở trong ánh mắt của mọi người, Minh Hoàng cung bị kiếm khí lột bỏ một nửa. Thu kiếm. Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả. Sợ các ngươi không nhớ, lưu cho các ngươi chút đồ, để cho các ngươi có thể thường xuyên duy trì tỉnh táo. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, mang theo đám thú đế mãng biến mất ở tại chỗ. Giữa trường, mọi người thấy Minh Hoàng cung bị Dương Diệp lột bỏ một nửa, ngây ngẩn cả người.
Dương Diệp cũng không có lựa chọn diệt Minh Hoàng tinh vực, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, lấy thực lực bây giờ của hắn, là có thể làm được. Thế nhưng không đáng. Người bước đến tuyệt cảnh, sẽ điên cuồng. Nếu như hắn cố ý muốn tiêu diệt Minh Hoàng tinh vực, những thần giả kia ở dưới tình huống biết mình ắt phải chết, nhất định sẽ điên cuồng phản công, thân thể Dương Diệp hắn vô địch, còn có nắp quan tài, khẳng định sẽ không chết. Thế nhưng đám thú đại hắc và tiểu hắc thì sao? Tuy phòng ngự của chúng nó mạnh, thế nhưng không mạnh đến trình độ không nhìn cường giả thần giả cảnh an. Cho dù những người này không phản công, khẳng định cũng sẽ đào tẩu, mà nhiều thần giả như vậy muốn chạy trốn, hắn là giết không hết. Sói có hang không đáng sợ, đáng sợ chính là sói cô độc. Một khi những người này đào tẩu, chính là một hậu hoạn. Tuy những người này không dám trả thù hắn, thế nhưng thân nhân của hắn thì sao? Tỷ như đám người Dạ Lưu Vân, các nàng không có thực lực như Dương Diệp hắn a. Mà nếu như giữ lại Minh Hoàng tinh vực, những người này liền không dám sằng bậy. Còn thu phục Minh Hoàng tinh vực, việc này hắn cũng nghĩ tới, thế nhưng bị hắn phủ định. Thiên Vân tinh vực trước ăn những thế giới kia còn chưa hoàn toàn hấp thu, nói chi là Minh Hoàng tinh vực. Hơn nữa Minh Hoàng tinh vực cách Thiên Vân tinh vực quá xa, Thiên Vân tinh vực căn bản không có năng lực tới thu thập hỗn loạn bên này. Vì lẽ đó, hắn chỉ tuyển chọn đánh giết Lý Thương Minh, đến kinh sợ những thế lực khác của Hạ Vị Diện. Trải qua lần này, hắn tin tưởng, Hạ Vị Diện hẳn không còn thế lực nào dám đến tìm hắn gây sự rồi. Sự tình Dương Diệp đánh giết Lý Thương Minh rất nhanh truyền ra, thời khắc này, rất nhiều thế lực ở Hạ Vị Diện không thể bình tĩnh rồi. Đặc biệt là những thế lực ở Nam Cực Vực. Lý Thương Minh là ai? Là Nam Cực Vực đệ nhất cường giả, nhưng đối phương bị Dương Diệp giết. Dương Diệp mạnh đến trình độ nào? Rất nhiều thế lực vốn muốn đánh chủ ý Thiên Vân Tinh Vực vì mình lau mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có chút vui mừng không có giống như Minh Hoàng Tinh Vực trực tiếp phái người đi Thiên Vân Tinh Vực. Nếu không kết cục khả năng sẽ giống như Minh Hoàng tinh vực. Tuy Minh Hoàng tinh vực chỉ chết hơn 10 thần giả, thế nhưng quan trọng nhất là lão đại của bọn họ bị giết rồi. Dương Diệp nghênh ngang đi vào Minh Hoàng tinh vực, sau đó giết lão đại của Minh Hoàng tinh vực, có thể nói, danh tiếng cùng uy vọng của Minh Hoàng tinh vực, kể từ hôm nay xuống dốc không phanh. Dương Diệp cũng không có lưu lại ở Minh Hoàng tinh vực, hắn mang theo Mã Vô Địch trở lại Thiên Vân tinh vực. Trở lại Thiên Vân tinh vực, Dương Diệp trực tiếp đóng Mã Vô Địch ở trên tường thành. Lúc này đan điền của Mã Vô Địch đã bị Dương Diệp hủy, coi như hắn muốn tự sát cũng không làm được. Chiến thần điện. Nhìn thấy Dương Diệp trở về, trong lòng đế nữ cùng Dạ Lưu Vân nhất thời buông lỏng, Dương Diệp trở về là tốt rồi. Mặc kệ Thiên Vân tinh vực hay Kiếm Minh, đều bởi vì Dương Diệp mới có thành tựu bây giờ, thế nhưng điều này cũng có tai hại, là quá ỷ lại Dương Diệp, nếu như ngày nào đó Dương Diệp không còn. Thiên Vân tinh vực cùng Kiếm Minh sẽ từ trên đám mây rơi xuống đất. Người ở hung vực đến tột cùng trải qua cái gì? Đế nữ nhẹ giọng hỏi. Hiện tại Dương Diệp so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều. Lúc trước, tuy Dương Diệp cũng có thể chạm thần giả, thế nhưng cực kỳ vất vả, mà hiện tại, cường giả thần giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp như rau cải trắng, muốn chém liền chém. Không cần phải nói, sở dĩ thực lực của Dương Diệp mạnh như vậy, khẳng định là có quan hệ với hung vực. Nàng thật tò mò Dương Diệp ở trong đó đến cùng trải qua cái gì, làm cho thực lực của Dương Diệp bay vọt nhiều như vậy. Dương Diệp cười cười. Gặp được một chút kỳ ngộ. Nói xong, hắn nói sự tình gặp phải ở trong hung vực. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới hung vực là lao ngục mà thiên đạo chi chủ giam giữ người ngoại lai. Ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp cười cười. Bất kể như thế nào. Bây giờ hung vực xem như biến mất rồi. Mà ở Hạ Vị Diện, cũng không ai có thể đe dọa đến chúng ta. Ngươi muốn đi đại thế giới? Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tử Nhi cùng Tiểu Bạch ở trong tay thần phượng tộc, ta không yên lòng, vì lẽ đó ta phải nhanh một chút lên đại thế giới. Đến lúc đó, các ngươi, chúng ta tạm thời không lên đại thế giới được. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Mặc kệ là Thiên Vân tinh vực hay Kiếm Minh, cũng không có tư cách lên đại thế giới, hiện ở chúng ta không có năng lực chuyển Kiếm Minh cùng Thiên Vân tinh vực tới đại thế giới, nếu như mạnh mẽ lên, chúng ta chẳng khác nào là đang khiêu chiến quy tắc của đại thế giới, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta còn không có năng lực đi khiêu chiến quy tắc của đại thế giới. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Dạ Lưu Vân nói không sai, hiện tại Thiên Vân tinh vực cùng Kiếm Minh, xác thực vẫn không có thực lực lên đại thế giới, đánh lên.
đừng đùa, coi như cuối cùng có thể đi lên, sợ là chỉ còn Dương Diệp hắn sống sót. Ngươi đi đi, chúng ta không lên. Đế nữ đột nhiên nói. Các ngươi khóc lên. Dương Diệp nhíu mày. Mà Dương Diệp tự nhiên là không thể chờ. Lúc này đế nữ nhẹ giọng nói. Kỳ thực chuyện này cũng không có vấn đề gì. Bây giờ ở hạ vị diện, đã không có người nào hoặc thế lực nào dám đến trêu chọc chúng ta, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng ta. Trái lại là chính ngươi, đi tới đại thế giới, nhất thiết phải cẩn thận, cũng không thể xem thường thần phượng tộc. Dương Diệp nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu. Như đế nữ nói, hiện tại ở hạ vị diện, căn bản không có thế lực nào dám đến trêu chọc Thiên Vân tinh vực, vì lẽ đó, sự tình hạ vị diện ngược lại không cần lo lắng quá mức. Trái lại là đại thế giới, tuy hắn chưa từng đi đại thế giới, thế nhưng đã trêu chọc rất nhiều thế lực của đại thế giới. Tỷ như thần phượng tộc, đế tông, chiến các, còn có mã gia. Dù người chưa đến đại thế giới, thế nhưng ở đại thế giới, kẻ thù của hắn đã không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.